Đứa con bạc bẽo. Ngày xưa, có một người đàn ông rất ích kỷ, sống với vợ trong một tòa nhà rất to. Anh ta không muốn có con và luôn nói: trẻ con thì lúc nào cũng bẩn thỉu và ồn ào quá. Thế là cuộc sống của anh ta chỉ toàn ăn với chơi. Đôi khi người nghèo khó cũng đến gõ cửa để xin tiền hoặc một mẩu bánh, nhưng anh ta thường đuổi họ đi mà chẳng cho gì bao giờ. Anh ta bảo họ: các người phải làm việc, và tôi thì không thể có bổn phận nuôi các người. Và hai người cứ sống như vậy, họ không bao giờ làm cái gì cho người khác. Một hôm, họ ngồi vào bàn, chuẩn bị ăn món gà quay mới ra lò. Con gà rất béo, da giòn tan, chung quanh là khoai tây rán vàng ươm. Họ ăn được một lúc, thì nghe có tiếng gõ cửa. Người chồng ra mở, thì ra là ông bố già của họ đến. Ôi chào con trai, nhà có món gì thơm vậy? Người chồng vội xông vào bếp dặn vợ: đem con gà cất đi, nếu không phải chia cho cha bây giờ, cất đi. Người vợ nghe theo và mang cho ông bố một miếng bánh mì khô khốc rồi giải thích: vợ chồng con chỉ có thế thôi. Ông bố vừa đi ra, anh chồng khóa luôn cửa lại rồi kêu lên: Mình ơi, Mình, mau, bây giờ vợ chồng mình ăn tiếp con gà này ha. Nhưng thật ngạc nhiên, khi anh ta cúi xuống xem đĩa thì con gà đã biến mất. Trên đĩa bây giờ là một con cóc gớm ghiếc. Con cóc liền nhảy lên bám chặt vào mặt anh ta. Thế là một sự trừng phạt đích đáng. Trong xã hội thời nào cũng vậy, cũng luôn có những hàng con cái bất hiếu với cha mẹ. Và khi con cái có những hành vi ngỗ nghịch, các bậc cha mẹ thường tự an ủi với quan niệm cha mẹ sinh con trời sinh tính. Thực ra trời không sinh tính, mà chính là biệt nghiệp của con cái và cộng nghiệp của gia đình, duyên nghiệp quá khứ ràng buộc đưa đẩy để hiện đời làm huyến thuộc của nhau. Đó là theo quan niệm nghiệp quả. Còn trong đời sống, tính nết của con cái có nhiều tính xấu là nhiều khi do ảnh hưởng của xã hội chung quanh và thiếu đi một phần nơi sự giáo dục về đạo đức một cách kỹ lưỡng, nên con cái rất dễ tiêm nhiễm cái xấu mà hư thân, bất hiếu với cha mẹ, ông bà. Đánh cuộc. Thời xưa, có đôi vợ chồng nọ làm 3 cái bánh, mỗi người ăn một cái rồi còn thừa một cái. Hai người đánh cuộc với nhau rằng ai muốn ăn cái bánh thì phải không nói một câu, nếu ai nói trước là thua cuộc, không được ăn cái bánh. Thế rồi cả ngày hai vợ chồng nín thinh không nói một tiếng. Chợt có thằng ăn trộm vào nhà, vơ vét hết của tiền đồ đạc, sửa soạn chạy đi. Hai vợ chồng vì sợ thua cuộc mất cái bánh nên cứ lấy con mắt ngó trân trân tên ăn trộm đang vơ vét đồ đạc trong nhà mà không ai nói một tiếng. Tên ăn trộm thấy vậy còn dạn dĩ thêm lên, thậm chí còn muốn xâm chiếm tiết hạnh của người vợ, mà người chồng vẫn đứng xem không nói một lời. Người vợ hoảng hốt kêu ầm ĩ: anh thật là ngu si quá đỗi, vì một miếng bánh mà để thằng ăn trộm làm nhục tôi quá đỗi, không mở miệng nói một lời. Người chồng bèn vỗ tay cười lớn: em đã khai khẩu nói trước rồi nghe, như vậy thì thua anh rồi phải không? Và bây giờ thì cái bánh này thuộc về anh. Thích quá. Câu chuyện này chúng ta đã nhận chân ra một điều là trong xã hội con người luôn chạy theo sự ham muốn và không lúc nào được thỏa lòng. Theo đuổi ham muốn cốt là để thỏa mãn, nhưng nó lại luôn luôn đưa đến bất mãn vì những điều mong muốn của chúng ta không đạt được. Đôi khi vì những ích kỷ nhỏ nhen mà chúng ta lại đánh mất đi những lợi ích lớn lao của pháp lành, và lúc nào cũng bị sự ham muốn trượt đuổi. Cũng chính vì vậy mà Đức Phật đã dạy, dù trốn ở tận gốc bể chân trời, ta vẫn cứ khổ đau. Dù có tìm quên trong thú vui nào, lạc thú ấy cũng là lạc thú của đau thương. Nếu chúng ta có thời gian ngồi quan sát lại bản chất của tâm mình, cái gì tạo ra rắc rối và chướng ngại trong đời sống, thì ta sẽ tìm ra được bản chất của đối tượng ham muốn, quán sâu vào nó để loại trừ nó ra khỏi tâm ta.
chia phần. Ngày xưa, có một bác nông dân sống chỉ dựa vào trồng trọt trên một thửa ruộng thuê của chủ đất. Thửa ruộng nhỏ, chỉ vỏn vẹn bằng căn lều của bác, nhưng được cái là đất rất tốt. Chủ đất là một con quỷ độc ác. Một hôm, quỷ đến thăm ruộng, bảo với bác: "Này tên kia, tiền thuê đất mày chưa trả cho tao đủ. Từ nay trở đi, khi chia quê lợi, mày phải nộp cho tao mọi thứ gì mọc ở trên mặt đất này. Và mày chỉ được hưởng một phần còn lại mà thôi." Rồi nó cười giễu cợt bỏ đi. Thú vị vì sáng kiến mới, nó thầm nghĩ: "Cái thằng nông dân dốt nát kia, nó phải nộp cho ta toàn bộ số hạt lúa mọc trên cánh đồng này, và nó chỉ còn hưởng bộ rễ mà thôi." Bác nông dân nghe xong chán nản về nhà, nhưng đột nhiên bác nghĩ ra một cách. Đến mùa gặt, quỷ đến nhận phần. Người nông dân đã trồng cải củ, cà rốt, toàn những loại cây có củ nằm ở dưới mặt đất. Quỷ chỉ mang về một đống lá. Tức giận nó bảo: "Mày không thể làm như thế với tao được nữa đâu. Sang năm mày sẽ chỉ được hưởng những gì ở trên mặt đất này mà thôi." Đến mùa thu hoạch sau, con quỷ lại đến nhận phần. Nhưng nó ngạc nhiên xiết bao khi thấy một đống rễ đầy đất. Người nông dân bảo: "Là phần của ông đó." "Đây là phần của ta đây à? Ta đã nói với ngươi rồi, ta sẽ lấy những gì mọc ở dưới mặt đất chứ mà." "Thì đúng rồi, ông có thể mang số rễ này đi, đó là phần của ông." Quỷ tức điên lên, nhận ra bác nông dân đã gieo lúa mì, lúa mạch và ngô. Các giống cây này đều cho hạt ở trên mặt đất. Nó bỏ đi, xấu hổ và giận dữ. Nhiều lúc chúng ta tính toán quá, làm cho mình thêm khờ dại. Bởi vì còn tính toán thì còn có sự hơn thua. Mà cứ như vậy, tức là chúng ta nuôi dưỡng tánh tham mỗi ngày mỗi lớn. Ngẫm lại, chúng ta còn tính toán một vấn đề nào đó thì còn làm cho sự việc rắc rối thêm lên. Có lẽ vì thế mà chư tổ thường dạy chúng ta nên tiếp ứng với sự việc bằng bản tâm bình thường, không bị những tính toán lo toan làm xao động. Mảnh tâm ấy đã có đủ khả năng làm lành lánh dữ, giới, sáng suốt, huệ và không bị dao động vì những tư dục cá nhân, định. Đó cũng như lúc mà con quỷ thấy rõ sự ngu xuẩn của mình mà xấu hổ bỏ đi. Không còn gì để mất. Một thương gia giàu có bỗng gặp đủ thứ tai họa liên tiếp. Ông mất đi người vợ đẹp, mất đi tòa biệt thự vì hỏa hoạn, rồi mất luôn cả tài sản vào tay bọn cướp, và mất cả tự do vì nhục mạ vị lãnh chúa trong vùng nên ông đã bị bắt và bị giam cầm. Viên cai ngục có một người mẹ lúc trước đã giúp việc cho vị thương gia đó. Hắn để ý thấy thương gia thay đổi thật kỳ lạ, vì trước đây ông nổi tiếng là keo kiệt và luôn sợ người ta lừa mình. Nhưng từ ngày vào trong ngục thất, ông ta tỏ ra rất là hạnh phúc. Thấy thế, hắn bèn hỏi: "Ông không bị làm sao chứ? Sao ngày nào ông cũng vui cười vậy?" Người thương gia cười thích thú: "Bởi vì chẳng còn thứ gì để mất nữa cả." Nói tới phương cách sống thì mỗi người đều có một lối sống khác nhau. Lối sống đó ảnh hưởng đến tâm tính của chính họ. Sự khác nhau đó chúng ta sẽ dễ dàng phân biệt khi để ý đến sự sinh hoạt trong từng giai đoạn sống của chính họ. Có người cả đời sống xa hoa trong nhà cao cửa rộng, xe cộ đời mới mắc tiền, và bằng lòng với chính cái sự sung túc đó, và nghĩ rằng đời này không có gì đáng phải suy nghĩ, chẳng có gì đáng phải buồn, và sống ích kỷ, chỉ biết hưởng thụ riêng mình. Cũng có người cả đời chỉ thích sống giản dị, mặc dù có sẵn tiền bạc, không thích chân diện và hay giúp đỡ người khác. Và có hạng người khác thì lúc nào cũng chỉ thích sống an phận thủ thường, không hề có ước vọng cao xa. Tiền bạc có được bao nhiêu thì tiêu pha trong giới hạn đó, không than gian với ai. Vậy thì ta hãy dùng tuệ giác đúng đắn để tìm ra phương cách sống tốt nhất,
và hãy tư duy thử phương cách ra sao mới là phương cách vui sống phù hợp cho riêng mình. Xuôi theo dòng. Chuyện xưa kể lại rằng có một người đàn ông bất ngờ ngã xuống một dòng sông. Chỗ ông bị ngã xuống là nơi mà dòng nước sông đang chảy xiết ra một bờ thác cao và rất nguy hiểm. Mọi người trên bờ đều lo lắng cho mạng sống của ông ấy. Mầu nhiệm thay, ông ấy đã sống sót và bơi xuôi theo dòng nước dưới chân ngọn thác. Mọi người vây quanh ông ấy để hỏi xem bằng cách nào mà ông đã vượt qua được nguy hiểm. Ông ta bình tĩnh trả lời: Lúc đầu tôi cố vùng vẫy, sau đó tôi hòa mình vào dòng nước, không lo sợ. Tôi đã để cho dòng nước tự nhào nặn hình thể của tôi. Chính vì hòa vào dòng nước xoáy nên tôi đã quay trở ra được khi dòng nước xoáy ấy chảy ra. Nhờ vậy mà tôi đã thoát chết. Trong bất kỳ một tình huống nào, ta cũng đừng nên nhượng bộ sự sợ hãi trong khi mình rơi vào tình trạng nguy hiểm. Chính sự sợ hãi đã làm cho ta thất bại. Lúc ấy, chúng ta phải giữ cho trạng thái tâm hồn mình thật bình tĩnh, hít thở thật sâu vào và dùng tuệ giác để nhìn vào tình huống vừa xảy ra một cách sáng suốt thì sẽ ổn định được mọi chuyện. Và một điều nữa mà ta tiếp nhận được từ nơi bài học này là ta phải ý thức được sự có mặt của mình trên cuộc đời cùng sự có mặt của thiên nhiên cũng như xã hội chung quanh chúng ta, để cho ta hòa nhập thích ứng với những sự biến đổi của chúng. Kẻ ngốc khen cha. Thuở xưa, có một người hay khen ngợi đức hạnh của cha mình trước mặt nhiều người khác. Nào là cha anh có lòng nhân từ, không bao giờ làm tổn hại ai cả. Nào là cha anh không bao giờ cướp giật, lừa gạt tiền giật của ai. Nào là đối xử với mọi người rất công bình, không bao giờ nói dối mà lại hay giúp đỡ người trong cơn nguy khốn. Có một người ngu nghe thế tự nghĩ: mình cũng nên khen cha mình một phen chứ. Nghĩ xong anh bèn nói: đức hạnh của cha tôi còn hơn cả đức hạnh phụ thân của ông nữa. Người xung quanh bèn hỏi: đức hạnh của ông thân anh như thế nào? Người ngu liền đáp: cha tôi từ nhỏ đã tuyệt đường dâm dục, chẳng hề biết gì về việc đó nữa. Ai nấy nghe cũng đều bật cười và nói: nếu quả thật cha anh từ nhỏ đoạn dục, làm sao sinh anh ra được? Ừ, phải rồi. Nghe hỏi, anh ngu nọ thừ người ra, chẳng biết phải trả lời làm sao. Sống ở đời, ai cũng muốn mình được tiến thân, tức là những lời khen ngợi mà người khác dành cho mình. Nhiều người còn muốn tên tuổi cùng danh tiếng của mình lưu lại đến đời sau. Muốn thực hiện được điều đó, ta phải biết sống cho mọi người, vì mọi người, bằng cách dám coi nhẹ đồng tiền và ngay cả mạng sống của mình để giúp đỡ người khác, hoặc có thể truyền đạt tất cả những kinh nghiệm quý báu gì mà mình đã đạt được trong cuộc đời, những thành quả về mọi mặt để mưu cầu lợi ích chung, thì những lời khen ngợi của người khác dành cho mình mới phù hợp với thực tế. Nếu cố bịa ra những việc tốt mà ta chẳng làm để được người khác khen ngợi, tức là nhận sự giả dối, chẳng những không được lợi ích gì mà lại làm cho mọi người khinh bỉ. Do đó, trong năm giới của Phật giáo, giới cấm vọng ngữ là một hình thức để giúp người ta chế ngự và ngừa những lời nói không thật, vô nghĩa, không mang lại lợi lạc cho mình và người. Những vết đinh. Một cậu bé nọ hay nóng tính. Một hôm, cha cậu đưa cho cậu một cái túi đinh và nói với cậu: mỗi khi con nổi nóng với ai đó thì con cứ chạy ra đằng sau nhà và đóng một cây đinh lên chiếc hàng rào gỗ. Ngày đầu tiên, cậu bé đã đóng tất cả 37 cái đinh trên hàng rào. Nhưng sau vài tuần, cậu bé tập kiềm chế cơn giận của mình, và số lượng đinh mà cậu đóng lên hàng rào ngày một ít đi. Cậu nhận thấy rằng kiềm chế cơn giận của mình còn dễ hơn là đi đóng một cây đinh lên hàng rào. Ngày lại ngày trôi qua, rồi cũng đến một hôm cậu bé vui mừng hãnh diện tìm cha và báo rằng không còn cái đinh nào trên hàng rào nữa. Cha cậu liền đến bên hàng rào. Ở đó, ông nhỏ nhẹ nói với cậu: con đã làm rất tốt, nhưng con hãy nhìn những cái lỗ đinh còn lại ở trên hàng rào đây.
hàng rào đã không còn giống như trước nữa rồi, con thấy chưa? Nếu như con nói điều gì trong cơn giận dữ, thì những lời nói đó cũng như những cái lỗ đinh này vậy, chúng để lại những vết thương khó lành trong lòng người khác. Cho dù sau đó con có nói bao nhiêu lần xin lỗi đi nữa, thì vết thương đó vẫn còn lại mãi mãi. Và con hãy luôn nhớ rằng, vết thương tinh thần còn đau đớn hơn cả vết thương thể xác. Những người chung quanh con, bạn bè con, họ là những viên đá quý. Họ giúp cho con cười và giúp cho con mọi chuyện. Họ nghe con thở khi con gặp khó khăn. Họ cổ vũ cho con và luôn sẵn sàng mở trái tim của họ ra với con. Con hãy nhớ lấy điều đó. Trong cuộc sống, sự tiếp nối, truyền thông giữa cha mẹ và con cái thật vô cùng quan trọng. Đặc biệt là ngay từ khi thời còn thơ ấu, cha mẹ phải tập cho con cái biết suy nghĩ về những hành động mà chúng đã làm. Vì những suy nghĩ và việc làm đó là tốt hay là không tốt, và giúp cho chúng ý thức được sự có mặt của chúng trên cuộc đời này và đang tiếp nhận sự thương yêu của mọi người dành cho chúng. Giáo dục cho chúng nhân cách, ứng xử với tất cả mọi người, phải kính mến, hiếu thảo với ông bà cha mẹ, hòa thuận với tất cả anh chị em trong nhà, rồi bà con họ hàng, cho đến hàng xóm láng giềng chung quanh. Xây dựng cho chúng có được sự tiếp nối đối với các thế hệ. Được vậy thì đời sống cũng như tâm lý của chúng thật vững vàng. Vì hơn ai hết, chúng sẽ ý thức được rằng mình đang rất hạnh phúc vì đang được bảo bọc trong vòng tay thương yêu và chăm sóc của người thân và cha mẹ. Duy đạo, duy đời. Một thời, Phật ở Tinh Xá Kỳ Hoàng thuộc thành Xá Vệ. Bấy giờ, có bốn người cãi nhau về sự khoái lạc. Một người bảo: thân thuộc quyền quý, ca cẩm là khoái lạc. Một người bảo: tiền của giàu nhiều, vinh quang là khoái lạc. Một người bảo: thề thiếp đẹp đẽ, đắm mê là khoái lạc. Cãi cọ phân dân nhau mãi, Phật nghe thế bảo: các người chỉ tìm khoái lạc theo sở thích của mình, chưa thấy được cái vui chung của mọi người. Mùa xuân sẽ điêu tàn, thân thuộc sẽ biệt ly, tiền của sinh ra lo sợ, thê thiếp quả sầu bi, và tất cả xoay quanh mình mà xâm phạm. Người chí nhân chỉ có một khoái lạc, duy đạo, đó là niềm vui. Nhìn nhận sự tương quan trong sinh tồn, chí nhân khổ cái khổ của người, vui với cái vui của muôn loài. Nên lợi người trước mình, cái vui đó thật là cái vui vô thượng. Các người hãy đánh đổi sự khoái lạc nhỏ hẹp cho cái vui vô thượng đó. Triết lý Phật giáo giúp chúng ta nhận thức được cuộc đời vốn là khổ, và nguyên nhân đưa đến cái khổ ấy chính là do tham dục của mỗi chúng ta. Cũng vì do ta thiếu tuệ giác nên bị tham dục chi phối, không làm chủ được thân và tâm nên phải khổ. Và nếu muốn có được sự hạnh phúc an lạc ngay trong cuộc sống, thì mọi người phải tự mình có thể khắc phục những khổ não ấy bằng cách là biết cách tiết chế dục vọng của mình. Khi tham dục bị chế ngự thì trí tuệ sẽ sáng suốt. Có trí tuệ sáng suốt thì chúng ta sẽ nhận chân được cái vô thường giả tạm của cuộc đời. Lúc ấy chúng ta sẽ tinh tấn tu hành cầu thoát sinh tử. Ba, học trò. Trong bất cứ một trường học nào trên thế giới, chúng ta đều có thể tìm thấy ba loại học trò khi phải làm bài toán cho thầy giáo. Loại một, tự mình loay quay, kiên nhẫn giải bài toán một mình. Loại hai, sao y bản chính của bạn, không cần phải tìm tòi thắc mắc chi cả. Loại ba, nhờ người khác hướng dẫn, biết đáp số, tập giải cho đến lúc tìm ra đáp số ấy. Thông thường ba loại học trò trên đều có thể đạt đến số điểm giống nhau, nhưng lúc đến trường thi sẽ có ba kết quả khác nhau. Loại một, nhờ đã tự giải một mình nên khi gặp lại đề cũ hoặc tương tự trúng tủ liền. Loại hai, do sao chép sách của bạn nên đến lúc phải xoay sở một mình liền bí tịch, xơi luôn một cặp chứng ngỏng. Loại ba, vừa chép của bạn vừa giải theo nên
năm thở mười thì cũng có thể giải lấy một mình. Cuộc đời này há chẳng phải là một bài toán của mỗi chúng ta đó sao? Đức Phật và các bậc độc giác là những người có thể tự giải bài toán một mình. Còn lại, các bậc thánh đệ tử của Đức Phật và chư vị tổ sư có thể ví như hàng giải bài toán loại thứ ba. Vì các ngài có trí lực và huệ lực nên vừa có thể học hỏi từ trong kinh điển và áp dụng vào đời sống tu tập của mình một cách nghiêm mật. Nên trước sau gì, đáp số của bài toán cũng sẽ tự hiển lộ. Còn chúng ta, chuyên môn sao y lời của Phật và Tổ mà không chịu nghiên cứu và áp dụng phương thức ấy để tìm ra cách giải. Vì vậy, chúng ta có thể hiểu vì sao rồi chứ? Trong số đó, chúng ta nhiều khi diễn giải kinh rất lưu loát và thao thao bất tuyệt, có thể hay hơn cả những bậc đàn anh đi trước của mình. Nhưng khi những khó khăn tìm đến thì ta lại trốn tránh một cách hèn nhát, và những lúc có khổ đau trỗi dậy, chúng ta lại không thể vượt qua. Cúng dường được phước. Xưa có một nhà giàu, người ở giúp việc rất đông, trân bảo vô lượng. Lúc bấy giờ, Phật cùng A Nan khất thực đi ngang qua nhà ấy. Chủ nhà cùng vợ con, cháu chắt đều hoan hỷ thỉnh Phật vào nhà, đem giải quý lót đất, dùng đồ vật bằng vàng bạc dâng cúng. Đức Phật dạy rằng: người này đời trước sinh ra trong một gia đình nghèo khó, phải hái rau mà ăn. Một hôm canh rau vừa chín thì có một vị tu hành giàu đi khất thực. Chủ nhà cùng với tất cả vợ con đều nhịn phần ăn của mình để cúng dường cho vị sa môn đó, nhưng trong lòng còn ân hận vì không có được vật quý để cúng dường. Do nhờ thiện niệm và cử chỉ cúng dường tốt đẹp kia mà cả gia đình họ đều được giàu có vô lượng, lại phát tâm trì giới thanh tịnh, gặp Phật để được nghe pháp và đã chứng quả A-la-hán. Chúng ta đem vật thực cúng dường tam bảo, cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, cầu công đức vô lậu, không sinh không diệt, đó là cầu pháp vô vi. Nếu như chúng ta bố thí tiền, lạy Phật, niệm Phật, lấy những công đức đó cầu cho gia đình được bình an, con cái thông minh đỗ đạt, làm ăn phát tài, đó là cầu phước hữu lậu, phước hiện tại. Thật ra chỉ cần chúng ta phát tâm cúng dường bố thí mà không mong cầu thì phước báo cũng tự nhiên đến. Nếu như nó không đến trong đời này thì nó cũng đến trong đời sau. Như gia đình nọ trong truyện, Chí Thành phát tâm cúng dường cho một vị sa môn mà không mong cầu điều gì, nhưng nhờ phước báo đó mà đời sau họ được giàu sang sung sướng. Cúng dường bố thí mà không khởi tâm mong cầu điều gì mới chính là cúng dường một cách cao thượng vậy. Con mèo nghi lễ. Thời xa xưa, tại một ngôi chùa nọ, khi thầy trụ trì và các đệ tử bắt đầu ngồi tịnh tọa niệm Phật vào buổi tối, thì con mèo sống trong chùa gây ra tiếng ồn ào, khiến họ phải phân tâm. Thầy trụ trì ra lệnh cột con mèo lại trong giờ tịnh tọa. Nhiều năm sau, khi thầy trụ trì qua đời, con mèo vẫn tiếp tục bị cột trong giờ đại chúng tịnh tọa. Đến khi con mèo đó già chết, một con mèo khác lại được mang vào thiền viện, và nó cũng bị cột lại trong giờ tịnh tọa vào buổi tối. Rồi đến nhiều thế kỷ sau, những người kế thừa ngôi chùa đó đã viết luận văn tốt nghiệp về nghi lễ tôn giáo của việc cột con mèo lại trong lúc tịnh tọa. Câu chuyện kể trên giống như cách phát triển những điều mê tín. Mới đầu có thể có những lý do đặc biệt trong một hoàn cảnh riêng nào đó. Lâu dần, việc đó được lặp đi lặp lại như một tập tục, rồi thành một nghi thức. Họ làm việc đó vì họ không thấy có điều trở ngại, không mất gì và không nên làm. Nhiều người trong chúng ta đã sống giống như câu chuyện trên. Chúng ta làm cái này, cái kia, lặp đi lặp lại mà thực sự không hiểu gì về ý nghĩa hay tầm quan trọng của nó. Câu chuyện còn nhắc nhở chúng ta phải luôn nhớ tới lời Phật dạy trong kinh Kamala thuộc Tăng Chi Bộ như sau: như vậy, này các tỷ kheo, điều ta vừa mới nói với các người,
Các tỷ kheo, các người đừng tin vì nghe nói lại, đừng tin vì phong tục, đừng tin vì nghe tin đồn, đừng tin vì kinh điển truyền tụng, đừng tin vì lý luận, đừng tin vì công thức, đừng tin vì có suy tư đầy đủ dữ kiện, đừng tin vì có thẩm sát và chấp nhận lý thuyết, đừng tin vì thấy thích hợp, đừng tin vì sa môn là thầy mình. Nhưng này các tỷ kheo, khi nào các người tự biết rõ các pháp này là thiện, các pháp này không đáng chê, các pháp này được người trí ca ngợi, các pháp này nếu được thực hiện chấp nhận thì dẫn đến hạnh phúc an vui, thời các thầy tỷ kheo, các người hãy đạt đến và an trú. Nhận người làm anh. Thời xưa có một người nhà rất giàu có, cử chỉ luôn đúng đắn và lại thông minh, vì thế kẻ xa người gần đều cảm phục ái mộ. Bấy giờ có một người đến nhận người ấy làm anh mình, thường thường qua lại một cách rất mật thiết. Người này nhận người giàu làm anh để làm chi vậy? Mục đích chỉ muốn lợi dụng tiền bạc. Sau đó người nhà giàu kia sa sút khốn cùng, đổ vỡ nợ nần, người kia liền trở mặt và nói thẳng với anh nhà giàu kia: ngươi không phải là anh ta. Chuyện này chỉ dụ rằng có bọn người xấu ăn trộm kiến thức ngôn ngữ, phương pháp và nghi thức của Phật pháp, đem ra làm giáo pháp của riêng họ, nhưng hoàn toàn không thật tâm tin tưởng, mà chỉ muốn lợi dụng những điều ấy làm phương tiện để mưu sinh. Và nhiều lúc họ lại tỏ ra rất là đạo mạo để hòng che giấu những điều xấu của họ. Tuy nhiên, từ xưa tới giờ, tất cả những điều thuộc về chân lý thì luôn luôn đúng, nhưng do con người luôn làm sai lệch đi mà thôi. Vết sẹo. Ngày xưa khi còn bé, anh và tôi hay chơi trò cút bắt. Lần nọ tôi té ngã, máu ở đầu gối chảy ra rất nhiều. Anh xuýt xoa theo từng giọt nước mắt của tôi, luôn hứa sẽ che chở tôi suốt đời, không bao giờ để tôi đau nữa. Lớn lên anh đi du học và bỏ luôn ý định về nước. Ngày mẹ anh mất, anh dẫn một cô gái da trắng, tóc vàng về chiều ta. Tôi đứng nép sau bộ cửa, nhìn sang, bất chợt, vết sẹo nơi chân nhức buốt. Cuộc sống thật sự không phải là một giấc mơ đẹp để người ta ao ước và chìm lãng vào nó, để rồi phải thất vọng khổ đau. Những phút giây trôi qua của một kiếp người luôn luôn có sự biến đổi sinh diệt. Tình yêu của ngày hôm qua không phải là của hôm nay, và cũng chưa chắc là của ngày mai nữa. Mọi diễn biến tâm lý luôn vận hành một cách liên tục trong cái bản chất tương đối của nó. Nhiều khi ta cố chấp vào một kỷ niệm cũ để rồi trở thành nỗi đau của ngày hôm nay và còn có thể là của ngày mai. Hãy nhìn sâu vào những ký ức ấy, chúng ta sẽ nhận chân ra được nó là dòng chảy của dòng sông luôn ồn ào, luôn gợn sóng và luôn biến đổi. Khi quan sát một cách sâu sắc như vậy, thì niềm đau sẽ tan biến và nhường bước lại cho một nụ cười. Tôn giáo của đời thường. Một vị quan chức có quyền thế cao trong địa phương đến tìm thầy trụ trì một ngôi chùa trong địa phận quản lý của mình để xin được học về Phật pháp. Nhưng lúc có một người nông dân nghèo ở gần đó đem biếu nhà sư một rổ khoai luộc, sư sai thị giả bưng khoai ra mời người khách nọ. Vốn không quen ăn những thứ bình thường như vậy, vị khách ngần ngại không muốn chạm tay vào rổ. Nhà sư thấy vậy bèn nói: ngài cố mà ăn đi, qua đó ngài mới nếm được mùi vị khổ cực của những người nông dân. Phật pháp mà tôi muốn truyền dạy cho ngài cũng chỉ có như thế. Nhiều lúc người ta cứ nghĩ rằng Phật pháp dạy những gì cao siêu lắm, vượt qua những cái thường tình của thế gian, nên người ta khởi tâm mong cầu những điều thật xa xôi, mà quên đi hiện thực rằng tất cả mọi cử chỉ, phong cách đều là đạo cả. Nếu thực sự trong tất cả mọi việc thường nhật ta làm có chánh niệm và tỉnh giác, không tham đắm và không mong cầu vào bất cứ điều gì, biết chia sẻ tình thương và giúp đỡ người khác, thì đó cũng chính là đạo. Bởi vì Phật pháp không phải rời thế gian mà có.
sen nở từ trong bùn. Thầy trụ trì một ngôi chùa nọ dạy cho hàng Phật tử tại gia: các vị chớ có nên so sánh và cho rằng các người được quy y là các người cao trội hơn người thường. Những người còn vướng mắc trong dòng danh lợi, chưa thức tỉnh để bước vào đạo, họ chỉ đáng được thương xót, không đáng bị khinh khi hay trách cứ. Đừng khởi tâm phán xét họ, không nên khởi ý so sánh thấp cao. Đó chính là tâm hạnh của chư Phật, Bồ Tát và các bậc thánh hiền. Hãy tự đặt mình vào hoàn cảnh của người bình thường, đồng hóa với sự đời, trong khi tâm ý của chúng ta vẫn hướng về đạo giải thoát và không ngừng chiêm nghiệm lẽ huyền diệu của giáo pháp. Thật chứng minh, có một nhóm người ngồi trong nhà bình luận phẩm hạnh của một người khác. Trong nhóm ấy có người nói rằng: người đó thì cái gì cũng hay cả, chỉ có hai điều là không tốt thôi. Điều thứ nhất là hay nổi giận, và điều thứ hai là hãy chạm tới việc gì thì hơi lỗ mãng. Đang lúc nói thế, bất ngờ người kia đi ngang qua cửa nghe lọt vào tai, lập tức nổi giận đùng đùng, nhảy bổ vào nhà, vừa đánh y vừa nói: ta nói giận hồi nào, ta lỗ mãng với ai đâu? Bây giờ mọi người đều nói: cử động của ngươi hiện tại thì chẳng đủ chứng minh cho sự sân hận và lỗ mãng của ngươi đó sao? Đúng rồi. Chuyện này ý muốn nói rằng, có một hạng người có lỗi mà không chịu nhận, người khác đưa ra ý kiến để giải bày, chẳng những không hết lòng tiếp nhận, trở lại xấu hổ, sân hận, tìm cách báo thù. Làm thế thì không chỉ trở ngại cho sự tiến bộ của mình, mà lại làm bộc lộ và phát triển tội ác xưa nay, chịu hậu quả bất lương nữa. Phân tâm nhị dụng. Có một vị thầy đến thăm nhà một Phật tử nọ. Thế bà chủ nhà vừa thờ Phật vừa thờ thần tài. Vị thầy hỏi: bà thờ thần tài để làm gì vậy? Dạ, con thờ để cầu được tiền tài. À, thế con thờ Phật? Dạ, để tu hành và cầu mong giải thoát. Vị thầy nói: ồ, bà quả là người có tài phân tâm nhị dụng đó nghe. Thật vậy, trong cuộc sống đời thường, người ta luôn luôn khởi tâm mong cầu, tham lam, bắt cá hai tay, vừa muốn ôm lợi danh, vừa tìm cầu giải thoát, nên lúc nào cũng phân tâm đuổi bắt hai chiều, mà quên mất đi hạnh phúc sẵn có nơi tự tâm mình. Vì mỗi giây, mỗi phút hiện tại, tỉnh thức luôn là quý báu và mầu nhiệm, mà mỗi nụ cười, mỗi hơi thở và mỗi câu niệm Phật đều chứa đựng cái bản thể bất nhị. Khi ta không khởi tâm mong cầu, ham muốn, thì trong mỗi pháp, tự nó lại có đủ mọi thứ mà không hề mâu thuẫn. Như Đức Phật có dạy trong Kinh Pháp Cú: kẻ ngu đi tìm sở đắc thì phân tâm làm hai. Vì vậy, ta cần phải trở về với giây phút hiện tại, vì quá khứ thì đã trôi qua, còn tương lai thì chưa đến. Chúng ta cần phải sống hết sức chánh niệm trong tuệ giác của những giây phút hiện tại mà chúng ta đang có mặt. Vì nhỏ mất lớn. Thời xưa có một người cho người khác mượn 5 đồng, rất lâu mà không trả lại. Chàng bèn đi đến nhà và đòi nợ. Trên đường đi phải trải qua một con sông. Chàng phải đi qua đò và tốn 3 đồng. Đến nhà người kia thì người kia lại đi vắng. Khi trở về, chàng lại phải tốn thêm 3 đồng nữa, đi đò qua lại hết 6 đồng. Làm như thế chỉ luống nhọc công mà không đi đến đâu cả, và số tổn thất lại nhiều hơn số tiền đã cho mượn. Vì tranh cầu chút lợi, không tiếc làm bại hoại hành thanh cao của mình, kết quả đôi khi thường không bù lại sự tổn thất. Hiện tại mang tiếng xấu, đời sau mắc quả báo chẳng lành. Hành động như thế thật là ngu si. Vì vậy, Đức Phật dạy chúng ta phải tu tập hạnh tùy hỷ, để diệt trừ những tập khí ích kỷ, tham lam đã nằm sâu trong tâm trí chúng ta. Nếu chỉ thấy có lợi ích cho chính bản thân mình, thì chúng ta chỉ đạt được một chút hạnh phúc nhỏ nhoi, vì hạnh phúc đó được xây dựng từ lòng dị kỷ mà có. Lòng tùy hỷ thì luôn trái ngược với điều đó. Nên tùy hỷ là phương pháp tâm lý tuyệt diệu để trừ mọi chướng ngại, là một yếu tố sống hạnh phúc trong đời thường.
Còn nếu chúng ta không tu tập hạnh tùy hỷ, không khoan dung với mọi người mà luôn tính lợi lạc cho mình, thì dù có thông minh, tài giỏi về thế pháp hay Phật pháp, chúng ta cũng không đạt được hạnh phúc hoặc bình an trong đời sống. Giết kẻ dẫn đường. Thuở xưa, có một đoàn thương gia dự định đến phương xa để tìm kế sinh sống. Đường đi phải trải qua một cánh rừng rộng, cả đoàn đều không biết đường, mới bàn tính với nhau là mời một người đi theo chỉ lối. Rồi họ cùng nhau khởi cuộc hành trình. Đi được nửa đường, họ đến một cánh đồng bao la bát ngát và gặp một ngôi miếu thần. Theo tập quán nơi đó, đoàn phải có một người để tế mới đi qua khỏi được. Đoàn thương gia cùng nhau bàn luận và đều cho rằng trong những người bạn của chúng ta, ai ai cũng đều là bà con thân thích, chỉ có người dẫn đường là người ngoài, nên giết người này để cúng tế. Bàn tính xong xuôi, họ bèn đem người dẫn đường ra giết. Cúng tế xong, họ lên đường. Nhưng vì không có người dẫn đường nên cả bọn lạc lõng bơ vơ nơi cánh rừng bát ngát. Sau cùng, cả bọn đều bị chết ở giữa khoảng đường dài. Đời sống của con người thật quý giá, nhưng cũng quá đỗi mong manh. Hôm qua còn khỏe mạnh vui sống, nhưng ngày mai sẽ ra sao thì vẫn là điều bí ẩn của nhân sinh muôn thuở. Người ta chỉ chợt chạnh lòng tê tái với một cảm nhận mong manh khi vô thường xảy ra với mọi người chung quanh, mà chẳng mấy ai lưu tâm đến điều ấy có thể xảy đến với mình. Theo Thế Tôn thì mạng người chỉ tồn tại trong hơi thở. Một khi hơi thở ra mà không thở vào là kết thúc một đời người. Quán niệm đối diện với sự thật của chính tự thân về cái chết sẽ đến với mình bất cứ lúc nào là điều cần thiết mà mỗi người phải thực hành. Chính cảm nhận được sự mong manh tạm bợ nay còn mai mất của kiếp người sẽ giúp cho ta thêm trân quý hơn cuộc sống. Những thành bại hơn thua, được mất tranh đoạt hận thù sẽ chẳng còn có giá trị nếu như gần kề với cái chết, nhận thức án tử đang lơ lửng quanh ta. Cuộc sống xung quanh chúng ta luôn luôn biến động, đầy dẫy những tai nạn rủi ro. Ý thức rõ ràng về cái chết có thể đến với con người bất cứ lúc nào sẽ giúp cho con người sống trọn vẹn với giây phút hiện tại, bớt đi tham ái, hỷ xả, tha thứ và luôn nghĩ đến mọi người, đồng thời tinh cần thực hành các pháp thiện. Nghĩ đến vô thường, thần chết đang rình rập là một cách thể kiềm sự thật của đời sống. Cuộc sống sẽ bớt khổ đau và con người sẽ thương nhau hơn nếu như mọi người biết suy niệm về cái chết. Những chiếc bánh nhỏ. Ngày xưa có một chàng nông dân tham gia đội quân của những người nghèo khổ nổi dậy chống lại những lãnh chúa độc ác. Vì chàng gan gốc và thông minh nên chẳng mấy lúc được tôn lên làm thủ lĩnh. Một hôm, chàng nông dân đó tấn công vào một cái thành mà ở đó có nhiều lãnh chúa đang tập trung quân để chống lại quân nổi dậy. Thủ lĩnh quân nổi dậy bố trí người chặn tất cả các nẻo đường đi vào thành, và cuộc bao vây kéo dài, và chẳng mấy chốc trong thành phố đã cạn kiệt lương thực. Dân chúng và binh lính gầy rộc đi, nhưng các lãnh chúa thì vẫn được ăn ngon vì chúng giữ cho bản thân mình những gì chúng dự trữ được. Thủ lĩnh nghĩa quân bèn quyết định tấn công vào thành, nhưng trước đó chàng khao quân để họ có được sức khỏe. Ngày ấy, trong những thức ăn ngon do bà con nông dân ban tặng có những chiếc bánh nhỏ kẹp thịt rất thơm. Thủ lĩnh nhân hậu thầm nghĩ, dân chúng và binh lính trong thành sắp chết đói, trong khi quân đội của mình thì lại được ăn no. Chàng ra lệnh móc vào mỗi mũi tên 2 cái bánh nhân thịt và yêu cầu mỗi người lính phải bắn 3 mũi tên vào trong thành. Những người ở trong thành thấy những mũi tên có bánh đó bay đến với họ, họ không còn tin vào chính mắt mình nữa. Họ lao ra lấy những chiếc bánh và họ hiểu rằng đội quân đang bao vây thành chịu sự chỉ huy của một thủ lĩnh thật là nhân hậu, độ lượng, trong khi các lãnh chúa cứ để mặc cho họ chết đói, chẳng giúp gì cho họ được. Thế là họ mở cửa thành cho thủ lĩnh và nghĩa quân tràn vào. Những người này bắt giam các lãnh chúa, và đây có lẽ là lần duy nhất người ta thắng trận nhờ vào những chiếc bánh nhỏ như vậy. Người ta thường nói,
trong tận cùng đau khổ mới biết thương những người trong tận cùng khổ đau. Điều ấy cũng đúng. Như anh chàng thủ lĩnh cuộc khởi nghĩa nọ đã cứu đói cho những người nông dân, và đó là yếu tố rất quan trọng quyết định sự thành công của anh ta. Trong những lúc gian nguy nhất cũng là lúc người ta dễ mở tấm lòng ra với nhau hơn. Đó cũng là một quan niệm sống rất gần với đạo Phật. Chàng thủ lĩnh này không phải là người học Phật. Nếu như anh ta là người học Phật, thì tâm từ sẽ được nuôi dưỡng lớn hơn và sẽ là người làm được rất nhiều lợi ích thiết thực cho nhân dân quần chúng. Người trí. Bà Visakha mặt đầy nước mắt vì đứa cháu nội mới chết. Đức Phật dạy: ai có tới 50 người thân sẽ có 50 nỗi lo buồn. Còn ai có 100 người thân sẽ có 100 nỗi lo buồn. Chỉ có ai không chấp thủ đây là ta, đây là của ta thì mới không có khổ. Không tham đắm sẽ không ưu não, xa lìa được ngũ dục, chỉ cầu vui chánh pháp thì sẽ tiến tới sự an lạc niết bàn. Cho đến lúc sức mòn lực kiệt thì cuộc đời vô thường sẽ đòi lại tất cả những cái có của chúng ta. Phần ta chỉ còn trơ trọi hai bàn tay trắng. Những phiền não của con người nơi cõi ta bà này thì sâu vô tận, nên chúng ta cần phải hạ quyết tâm diệt trừ nó. Vẫn biết là mọi người chúng ta đang ở trong biển khổ vô biên. Bao nhiêu con người đang rên xiết trong cảnh dầu sôi lửa bỏng. Biết bao người đã bị đói rét hành hạ, đau khóc thảm thương. Vì thế mà chúng ta phải học tập theo tinh thần lợi tha của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, chèo thuyền từ cứu giúp mọi người để làm vơi bớt một phần nào những đau khổ của kiếp phù sinh. Chúng ta là Phật tử thì cần phải dũng mãnh tinh tấn, hướng về chân trời lý tưởng của Phật giáo để làm lợi lạc cho người và phần nào góp phần dựng xây xã hội ngày càng thêm tốt đẹp. Một ngọn lửa. Một ngọn lửa khổng lồ bừng lên trong rừng rậm. Các con vật tập hợp thành đàn phía bên kia hồ nước và nhìn chăm chăm vào đám cháy. Một con chim nhỏ dường như biết trước những gì sẽ tiếp diễn, ngậm một hớp nước trong chiếc mỏ nhỏ xíu của nó và tưới vào đám lửa. Nó quay lại mang một hớp nước khác trong mỏ và tưới xuống. Cứ thế, nó cần cù bay trở lại và hướng tới đám lửa một cách cần mẫn. Những con còn lại nhìn con chim nhỏ và nói với nhau đầy vẻ thất vọng. Không biết con chim này nó nghĩ thế nào, có thể làm được gì với một hớp nước trong cái mỏ nhỏ. Được một lúc, chúng hỏi con chim: hãy nói với chúng tôi, cậu thực sự đang nghĩ là có thể dập tắt được ngọn lửa với một hớp nước? Con chim nhỏ trả lời: tôi nghĩ là tôi đang làm điều tôi cảm thấy cần thiết làm. Đúng lúc đó, một thiên thần bay qua, nhìn thấy và biết sự việc ấy. Thiên thần cảm động trước nghĩa cử cao đẹp của con chim, nên phù phép cho một trận mưa lớn. Trong cuộc sống, nếu như chúng ta không ngợi khen khuyến khích được ai, thì cũng đừng nên khinh khi hoặc là ngăn cản bất kỳ mọi việc thiện nào của họ. Phật đã dạy, sự tích lũy phước đức giống như những giọt nước nhỏ lâu ngày sẽ đầy bể. Chúng ta cũng đừng cho rằng một việc nhỏ và một trách nhiệm cỏn con, một phước lành thiển mọn là không quan trọng. Nếu ai cũng nghĩ riêng cho cá nhân mình, thì sự đoàn kết và trách nhiệm ở đâu trong cuộc sống? Một điều lành bao giờ cũng đem lại sự bình yên, cho dù là rất nhỏ, nhưng cũng gây được sự cảm kích ở lòng người và cùng với sự siêu nhiên linh ứng. Chúng ta nên biết, thế giới hữu hình và vô hình chỉ cách nhau trong một nhịp cảm ứng mà thôi. Người bạn chân chính. Người cha một hôm hỏi con trai có bao nhiêu bạn. Chàng trai tự hào trả lời: con có hàng trăm bạn. Con à, những người hiểu biết thường cho rằng không bao giờ một người được gọi là bạn khi chưa thử thách người đó. Con hãy thử giết một con cừu rồi cho vào bao tải, bảo với các bạn là con đã giết người và cần họ giúp đỡ. Khi đó con sẽ rõ ai là bạn chân chính của con. Người con làm theo, thấy không một người bạn nào nhận giúp anh ta. Ông bố an ủi con và kể cho anh nghe một chuyện như sau.
có hai người lái buôn ở tỉnh rất xa nhau. Một hôm, một người đến thăm người kia và được tiếp đón nồng nhiệt. Nhân dịp đón bạn, người kia tổ chức một dạ hội lớn. Vài ngày sau, người khách ốm tương tư. Người bạn hỏi xem mình có thể làm gì được để giúp anh. Người kia nói, nếu như anh chỉ cho tôi tất cả phụ nữ có mặt ở trong buổi dạ hội đó, tôi có thể nhận ra người mà tôi đang say mê. Thế là người lái buôn kia thực hiện ngay điều bạn yêu cầu. Ai ngờ, cô gái mà bạn mê lại chính là người yêu của chủ nhân. Vì bạn yêu cô ta, nên mình chấp nhận để cô ấy trở thành vợ bạn. Vài năm sau, người bạn kia vẫn còn sống độc thân và đã mất hết tài sản. Anh ta đi tìm bạn cũ đã từ lâu chưa gặp để mong được sự giúp đỡ. Ngay lúc mới tới, người kia đã tặng nhiều của cải để anh này tiếp tục kinh doanh. Kể xong câu chuyện, người cha nói, đây chính là một trong những câu chuyện về người bạn đích thực. Thể rằng trong cuộc sống, chúng ta thường quan niệm bạn bè là những người mà chúng ta quen biết và có cùng sở thích, nhưng điều vẫn chưa đủ để khẳng định đó là một tình bạn. Trong Kinh Hiền Nhân, Đức Phật dạy có bốn loại bạn trên đời, đó là bạn như hoa, bạn như cân, bạn như núi, bạn như đất. Thật vậy, trong các loại bạn trên thì bạn như đất là loại tình bạn đẹp nhất, nghĩa là một tình bạn thật tốt lành, sẵn sàng san sẻ, xớt chia những niềm vui nỗi buồn, có thể hy sinh những hạnh phúc riêng của mình để dành riêng cho bạn, và luôn giúp đỡ cho bạn những lúc khó khăn. Muốn được vậy, phải trải qua rất nhiều thử nghiệm thì mới biết người đó có thực sự là bạn tốt với mình hay không. Bà và cháu. Một bà lão đang tắm cho đứa cháu nội mới sinh trong bồn rửa nhà bếp. Bà thèm thuồng nhìn làn da sáng ngời, ganh tị những ngày tháng tuyệt vời sắp được của cháu. Giọt máu kỳ diệu mang một phần thân thể bà. Bà rửa bàn tay tí tẹo, để ý cơ cấu huyền diệu này. Một cấu trúc thu nhỏ thật đẹp. Mấy ngón tay xinh quá là xinh, cả những làn da nhỏ nhắn tí nị trên các ngón tay cũng xinh xắn lạ lùng. Bà để bàn tay mình cạnh bàn tay cháu ngắm nghía, và trong tích tắc nhận ra rằng hai bàn tay giống nhau. Điểm khác nhau duy nhất là thời gian. Mỗi bàn tay đều toàn hảo trong thời điểm của nó. Mỗi bàn tay đều hoàn thành chức năng mình trong thời điểm của nó. Bây giờ, bà nội đã hiểu bàn tay bà cũng đẹp như tay cháu, nhưng chỉ khác về thời gian thôi. Nhà Phật dạy, đời sống luôn luôn thay đổi, điều đó là chắc chắn, chẳng đáng ngạc nhiên gì. Nhưng Phật giáo còn đi xa hơn chân lý ấy, thúc giục ta dự trù trước sự thay đổi, và quan trọng hơn hết, nên đón nhận nó trong tất cả vẻ phong phú mỗi khi gặp. Bởi vì cuộc sống ai cũng trải qua những giai đoạn như sinh ra, lớn lên, già đi, và chết. Ai cũng có một thời vàng son và tươi đẹp, rồi đến tóc bạc da nhăn. Nếu chúng ta hiểu được rằng thân này cũng là giả, có sinh tức có hoại, thì ta vui vẻ chấp nhận, thuận theo thời gian mà sống để tu hành thì rất có lợi ích. Đức Phật đã dạy, được thân là khó, mà gặp Phật Pháp lại còn khó hơn. Vì thế, ta nên coi thân thể là một phương tiện tốt giúp ta tu hành để vượt thoát sinh tử luân hồi. Chớ chú trọng chi vào sự đẹp xấu của nó, để rồi phải khổ đau phiền não. Đi không về rồi. Thuở xa xưa, vào một đêm tối, người cha bảo với con, ngày mai về thật sớm, cha con mình đi chợ mua đồ dùng nghe. Người con nghe thế, ghi khắc vào lòng. Đến ngày mai, anh dậy thật sớm, không hỏi ý cha, tự một mình anh ra chợ. Tới nơi, anh không biết đến đó để làm gì, lang thang qua lại, mệt mỏi vô cùng. Trong mình lại không có một đồng xu cắt bạc, bụng đói như cào, mà không có tiền để mua thức ăn, nước uống. Đành phải trở về nhà, ông cha vừa thấy liền mắng rằng, mày đúng là đồ vô trí, sao chịu đợi tao về cùng đi? Tự ý một mình đi không về rồi, không được cái việc gì hết, tự chuốc lấy cực khổ nhọc nhằn. Tao có đời nào bảo mày làm vậy không? Trong cuộc sống,
Ông bà ta thường nói, ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Và trong câu chuyện này, chúng ta thử liên tưởng đến người tu trì Phật Pháp là phải biết nương gần thầy hiền hay bạn lành để được sớm tối học hỏi kinh nghiệm tu tập từ các vị ấy. Và sống cùng bạn, cùng thân, ta sẽ được năng lực của tăng thân che chở và bảo hộ, thì con đường tâm linh của chúng ta mới mau tiến bộ. Không nên tự ý là mình thông minh, tài giỏi, rồi tự mình sống tách biệt đại chúng mà tu hành, thì sẽ gặp rất nhiều chướng ngại, chướng duyên, và sẽ làm cho ta thối thất tâm bồ đề, mà sa vào sự cám dỗ của đời sống thế tục, rồi tự đánh mất đi chính bản thân của mình. Lúc đó thì khó mà cứu vãn được. Viên ngoại rộng bố thí thay đổi cảnh bần cùng. Ngày xưa ở dưới quê có một người rất lương thiện, mọi người đều gọi ông ta là viên ngoại già. Người nhà trước một đời của ông viên ngoại già này có xây một ngôi chùa cúng dường người xuất gia ở đó tu hành, mãi đến đời này của ông. Cái am nhỏ tự tu này do vì trải qua thời gian lâu xa, gió thổi nắng phơi đến nỗi rách tả tơi rồi. Cũ rách rồi thì phải tu sửa lại, nếu không thì người tu đạo ở bên trong làm sao mà ở được. Nhưng vì ông viên ngoại già này ngày thường làm việc thiện không có giới hạn, làm cho đến nỗi bản thân nghèo khó luôn. Bây giờ chùa chiền phải trùng tu thì biết phải làm sao đây? Ông ta bèn nghĩ, cái chùa này của mình không thể nào tiếp tục tục làm chùa tư nhân được nữa, hay là đem nó cống hiến cho thị trấn này, cho mọi người ở xung quanh cùng đến mà tu hành đi. Ông bèn tập hợp những người ở quanh thị trấn, mời mọi người đến chùa xem. Ông hy vọng mọi người xuất tiền ra sửa chữa cái chùa này, về sau chùa là của công rồi. Ngày hôm đó, những người ở quanh gần đó trong thị trấn đều đến cái chùa này, mọi người đều là muốn làm công đức mà. Sau khi mọi người uống trà xong, mọi người đều phải cầm bút viết ra số tiền công đức. Nhưng cái chùa này vẫn là chùa của ông viên ngoại già kia. Mọi người lịch sự khách sáo nên vẫn mời ông ta ký viết một bút trước tiên. Ông viết xong trước rồi thì đến mọi người viết. Vị sư trụ trì đem sổ công đức ra cùng cùng kính kính, mời ông viên ngoại già viết trước. Ông ta cầm lấy bút, vừa viết thì viết ngay chữ 100 lượng. Trong lòng ông là muốn mọi người bỏ tiền ra, vì bản thân ông đã hết tiền rồi mà, còn viết cái gì nữa. Thế nhưng trong tình cảnh này, không còn tiền lại bị ép phải viết. Ông vốn nghĩ chỉ viết một lượng là được rồi, nhưng có thể do làm việc thiện quen rồi, lúc bình thường thì hay viết trăm lượng, ngàn lượng, cho nên vừa viết ra thì viết ngay là 100 lượng. Thật là nghèo đến thế nào cũng khó sửa được thói nết của nhà giàu xưa. Vị trụ trì vừa thấy thế thì rất hoan hỷ, nghĩ rằng cái chùa này chỉ là tu bổ sửa chữa thôi mà, làm gì mà cần đến cả 100 lượng, chỉ cần khoảng 60-70 lượng là đủ rồi. Nếu có 100 lượng thì muốn dỡ bỏ xe cất lại chùa mới cũng được luôn đó chứ. Nghĩ rồi bèn nói, lão viên ngoại đã viết ra 100 lượng đủ rồi, quý vị đều không cần lấy tiền ra nữa đâu. Việc này khiến cho những người định bỏ tiền ra đều hoan hỷ vui vẻ. Ông viên ngoại thực chất là không còn tiền nữa, ngay cả ăn cơm hàng ngày cũng là vấn đề nan giải, thì lấy đâu ra 100 lượng bạc đây? Nhưng người giàu sang thì vẫn cứ là người giàu sang. Đây giống như tục ngữ nói câu, thuyền bị rách nát rồi thì vẫn còn 3.000 cây đinh. Là ý nói người giàu sang tuy là nghèo khó giống như chiếc thuyền rách nát rồi, nhưng đinh ở trên thuyền vẫn còn 3.000 cây nữa. Ông viên ngoại già này đúng là đã nghèo cùng rồi, nhưng 100 lượng bạc cũng là có đấy, sao có được chứ? Thì do ông đem căn nhà của chính mình ở ra bán đi, đương nhiên là được còn hơn 100 lượng nữa. Nhà cửa bán mất rồi, ông bán lấy 100 lượng để sửa chùa. Nhưng lúc này ông viên ngoại mới nghĩ đến sự tình đã trở nên nghiêm trọng rồi. Nhà cửa bán mất thì bản thân mình ở đâu bây giờ? Ông viên ngoại này không còn nơi nào để trú thân nữa, trở thành người bần cùng khốn khổ không nơi nương tựa. Thật là nghèo đến nỗi không có cơm ăn, cùng quẫn đến nỗi không có nhà ở. Thầy trụ trì của ngôi chùa biết được sự việc này, bèn nói với ông ta, một vị đại thí chủ như ông, ngay cả nhà cửa của mình cũng bán đi để sửa chùa, bây giờ không còn chỗ nào để ở, vậy thì mời ông đến chùa ở đi thôi.
Lão Viên Ngoại nói: "Tôi làm công đức mà, sao có thể đến chùa ở được chứ? Tôi không có tư cách để ở." Thầy trụ trì liền giảng: "Vậy thì ông đừng có đưa ra 100 lượng mà, ông góp 90 lượng là được rồi, giữ lại 10 lượng còn có thể tự mình xây căn nhà mà ở." "Không, tôi muốn làm công đức đủ 100 lượng "Vậy thì ông ở trong chùa được rồi." Lão Viên Ngoại đã đành không có nơi nào để ở nữa, cuối cùng vẫn chỉ còn cách ở trong chùa luôn. Tuổi già đến, mắt mù gặp sét đánh. Ông Viên Ngoại già này ở trong chùa trải qua thời gian 2 năm, mắt của ông đã bị mù. Khi mắt còn tốt thì ông còn tự mình chăm sóc cho mình được. Bây giờ mắt mù rồi thì còn phải cần người đến chăm nom. Việc này thì khỏi phải nói, người trong chùa ai cũng đều hoan hỷ chăm sóc cho ông. Còn có một việc khác, Lão Viên Ngoại ở quê là một người đại lương thiện, hay xây sửa cầu làm đường. Có một cây cầu ông ta từng sửa trong quá khứ, bây giờ đã bị hỏng rồi. Cầu chính là đường đi mà. Người nào cũng đều phải đi trên con đường đó, không có cầu thì sao mà đi qua lại được. Những người lớn tuổi trong thị trấn đều biết ông già này làm việc thiện là làm cho đến khi nghèo túng luôn. Bây giờ không thể đợi ông ấy đến sửa nữa rồi. Không có ai cứu thì phải tự cứu vậy. Bần cùng không thể tự cứu mình là tự sát dần dần. Hợp sức lại thì nhân định thắng thiên mà. Cho nên mọi người ở thị trấn này trong lúc muôn vàn khó khăn đều hợp sức sửa lại chiếc cầu. Cầu sửa xong rồi thì phải đặt viên đá. Những vô lão trong thị trấn vẫn còn nhớ chuyện xưa nên nói: "Cây cầu này lúc trước là do ông Viên Ngoại già xây đấy. Bây giờ chúng ta thay ông ấy sửa chữa xong cây cầu này phải đặt viên đá, hay là vẫn mời ông già ấy đến đặt đá nhé." Đặt đá trên cầu tức là việc cuối cùng, là đặt viên đá ở giữa cây cầu để biểu thị là cầu này đã hoàn toàn sửa chữa thành công rồi. Việc đặt viên đá cho cây cầu là một việc lớn, nên tất cả mọi người ở xung quanh thị trấn đều đến chúc mừng. Ngày hôm đó vốn là thời tiết rất tốt, nhưng lúc ông Viên Ngoại già vừa đặt viên đá lên xong, không ngờ là ông trời còn có lúc không đoán trước được gió mưa. Bỗng nhiên nổi lên mưa to gió lớn, sấm chớp đùng đùng, mưa lớn không ngừng dứt. Sấm chớp đánh ầm ầm khắp hư không rất đáng sợ. Tia sét vô tình đánh đùng một tiếng thì đánh chết luôn ông Viên Ngoại. Thật khủng khiếp, sấm sét trên trời không có mắt mà, tại sao lại đánh nhầm người? Tất cả mọi người ở gần xa trong vòng 100 dặm đều biết ông ta là một người vô cùng lương thiện, tốt bụng. Người thế gian thông thường đều nói, bị sét đánh chết nhất định là kẻ xấu xa đại nghịch bất hiếu. Sao lại có người lương thiện tử tế như vậy mà còn bị sét đánh chết chứ? Việc này khiến cho bọn họ cảm thấy quá vô lý. Trong lòng mọi người đều rất tức giận, nghĩ mấy đời nhà ông ấy đều là thích làm việc thiện, ưa bố thí. Người đại lương thiện như thế mà còn phải gặp ác báo như vậy, vậy thì đừng có thèm làm việc thiện nữa, làm rồi cũng chẳng có quả báo tốt mà. Đối với việc này, trong tâm mọi người đều cực kỳ vướng mắc, không thỏa ý. Khâm Sai tức giận viết Phật không linh. Cầu là đường đi mà, đương nhiên người ở trên cầu thì qua lại không ngừng. Ngay chính vào lúc mọi người đang tranh luận bàn tán sôi nổi không dứt, thì ở phía xa xa trước mặt họ có một người ngồi trên một cái kiệu có 8 người khiêng muốn đi qua cây cầu. Kẻ đi qua đường này là người nào vậy? Thì ra là quan Khâm Sai đại thần của hoàng gia. Ông Viên Ngoại già kia bị sét đánh chết quỳ ở bên kia. Mọi người muốn an táng cho ông, nhưng nhìn thấy thi thể ông quỳ bất động ở đó, mọi người có mặt tại hiện trường đều chẳng biết phải làm như thế nào cho phải. Vừa lúc đó thì quan Khâm Sai đại thần có việc đi qua nơi này, mọi người liền đem chuyện này kể cho ông ta nghe. Viên Khâm Sai đại thần này vừa nghe xong thì trong lòng cũng rất phẫn nộ, liền tiện tay lấy ra một cây bút, lập tức viết ngay trong tay của ông Viên Ngoại già bị sét đánh chết 3 chữ: Phật không linh. Phật pháp nói nhân quả, nhưng đây là loại nhân quả gì? Giống như người làm việc thiện như vậy còn không có được sự gia hộ của Phật, thế thì lời Phật nói đều không linh ứng rồi. Cho nên ông ta viết 3 chữ Phật không linh để bày tỏ sự bất mãn trong lòng. Sau khi viết xong, ông bực dọc quẳng cây bút rồi đi luôn. Đầu thai làm thái tử, Phật vẫn linh. Quan Khâm Sai đại thần giải quyết xong việc
thì phải trở về hoàng cung để báo cáo với hoàng thượng. Trải qua khoảng 3 đến 5 ngày sau, ông ta về đến hoàng cung gặp hoàng thượng. Khi ông kể những điều mắt thấy tai nghe về chân tình trong chuyến đi công tác, liền đem câu chuyện này kể cho vua nghe. Trong lòng đức vua cũng cảm thấy không hiểu nổi. May mắn một điều là khoảng 3 đến 5 ngày trước, hoàng hậu đã sinh ra một hoàng thái tử. Đứa con này vừa ra đời thì khóc rỉ rả suốt đêm ngày, dùng hết tất cả mọi cách rồi cũng không có cách nào khiến cho vị hoàng thái tử này ngưng khóc. Đức vua bèn cho bế đứa con này để quan Khâm Sai đại thần xem. Hoàng thái tử nhỏ vừa được bế ra, quan Khâm Sai đại thần tự nhiên xoa xoa đầu thái tử, rồi xoa xoa tay của thái tử, gỡ đôi tay nhỏ bé ra, bất ngờ nhìn thấy ba chữ do chính mình viết là Phật Không Linh. Quá bàng hoàng kinh ngạc, ông ta vội cầm lấy cây bút viết thêm chữ Sước vào bên cạnh chữ Không. Chữ Sước này chính là viết tắt của chữ Hoàng, nghĩa là vẫn còn. Ông ta vừa viết xong ba chữ Phật Còn Linh thì vị hoàng thái tử con liền hết khóc. Chẳng những ngừng khóc mà còn cười lên nữa. Bạn xem có vi diệu hay không? Chỉ cần thêm chữ Sước vào bên cạnh cho thái tử thì liền cười ngay. Vốn dĩ viết Phật Không Linh thì thái tử cứ khóc hoài. Quả báo nặng được giảm nhẹ, rõ ràng nhân quả. Câu chuyện này là khi còn nhỏ tôi được nghe đấy. Bây giờ chúng ta lấy nhân quả ba đời trong Phật Pháp ra để bình luận đánh giá một chút. Người đại lương thiện kia lúc cuối đời bất ngờ bị mù mắt, lại còn gặp sét đánh. Chuyện này là như thế nào? Đây là do quả báo nặng được chuyển thành nhẹ, nghiệp báo lâu xa được chuyển thành gần. Đây chính là ý mà tôi thường giảng. Con người thế gian không có ai thiện 100% được, cũng không có ai ác 100% được. Ông lão viên ngoại này trong kiếp quá khứ đã tạo ra ác nghiệp mắt mù. Cái ác nghiệp này vốn dĩ phải chiêu cảm quả báo mù mắt cả đời. Nhưng do ông ta làm việc thiện lớn nên kiếp này đến già thì mắt mới bị mù. Đương nhiên mắt mù thì rất khổ, nhưng đã già cả rồi mới bị mù có mấy năm. Nếu lúc này không phải là quả báo nặng được chuyển thành nhẹ, quả báo lâu xa được chuyển thành gần, mà đợi cho đến kiếp sau mới làm kẻ mù lòa, vậy thì e rằng phải mù lòa trọn đời, thật đáng sợ biết bao. Trong nhiều kiếp quá khứ của người đại thiện này, chắc chắn có phạm qua tội ngũ nghịch, còn gọi là năm tội vô gián, tức năm loại tội lỗi lớn nhất mà chúng sanh có thể tạo, chắc chắn sẽ bị đọa vào địa ngục lớn nhất là ngục A Tỳ, vĩnh viễn không có ngày ra, gồm 1. Làm thân Phật chảy máu, 2. Giết A-la-hán, 3. Giết cha, 4. Giết mẹ, 5. Chia rẽ, phá hòa hợp chư tăng, nên phải gặp quả báo ác bị sét đánh. Nếu như ông ta chuyển kiếp thành một thanh niên mới bị sét đánh chết thì quá tội nghiệp rồi. Bạn xem, ông ta trong một kiếp này đã nhận chịu xong hết tội báo trong ba đời rồi thì được đầu thai làm hoàng thái tử. Đây là nói rõ đạo lý. Người tốt cuối cùng cũng phải có quả báo tốt, kẻ ác cuối cùng cũng phải gặp quả báo ác. Bất luận là tạo tác ra thiện nghiệp hay ác nghiệp rồi, tu nhân nào thì có quả nấy. Nhân quả mà Phật Pháp giảng chắc chắn không lừa dối người. Người tốt mà gặp phải quả báo không tốt là do chiêu cảm của tội chướng trong kiếp xưa. Kẻ ác mà vẫn được cuộc sống mọi điều như ý thì đó là do kiếp trước có thiện nghiệp rồi. Nên biết thiện ác đều có quả báo, không phải là không có quả báo, chỉ là chưa đến lúc thọ báo mà thôi. Nếu là người xấu xa thì nhất định gặp ác báo. Bạn đừng có chỉ nhìn vào hiện tại của anh ta là tốt. Mọi người phải tin tưởng nhân quả, càng phải nên hiểu rõ nhân và quả sẽ không đồng thời. Như vậy thì bất kể bạn gặp phải khổ nạn như thế nào đều sẽ cảm thấy an lạc tự tại, sẽ không phẫn nộ, không bất bình nữa. Ma quỷ cũng ân oán phân minh. Trong cửa Phật sự không xả bỏ bất cứ một pháp nào. Người tiếp tục tu thiền được quả báo thiền. Có khi một việc thiền chỉ có thể được một quả báo, hai việc thiền được hai quả báo. Nếu muốn một loại nhân thiền có thể được 10 loại quả báo thiền, 10 nhân thiền có thể được 100 quả báo thiền, vậy thì phải dùng lương tâm mà làm việc thiền.
Như thế công đức mới lớn lao được. Đương nhiên, đó cũng phải gặp được một loại nhân duyên nào đó. Nếu không có cái duyên thù thắng đó, thì bạn muốn làm một việc thiện mà mong đạt được trăm loại công đức thì cũng không thể có được đâu. Xem kinh lại Phật bị quán quỷ quấy nhiễu. Nhớ lại mấy chục năm trước, lúc đó tôi chưa đến 20 tuổi. Ở quê tôi có một vị cư sĩ già đã thọ qua với Bồ Tát. Lúc ấy ông 50 tuổi, chưa kết hôn. Người cha của ông đã qua đời, anh em thì ở một nơi khác. Nhà của ông ở quê có thể tính ra là gia đình giàu có. Một mình ông đã có 4-5 căn nhà. Bởi vì chúng tôi cùng tham gia Phật thất, sau 7 ngày tham dự Phật thất, ông ta mời tôi đến nhà ông ăn cơm. Ăn cơm xong, chúng tôi nói chuyện. Tôi liền khuyên ông ta: "Bác đừng có nghĩ đi tham dự Phật thất mới là dụng công. Hoàn cảnh của bác tốt như thế, trong nhà đã có phòng thờ Phật, và ở nhà cũng nên cố gắng dụng công bác à." Ông ta nói: "Sư thầy trẻ ơi, tôi rất muốn dụng công đó chứ, nhưng mà ở nhà chẳng cách nào dụng công được." Việc này rốt cuộc là như thế nào đây? Thì ra là trong nhà của ông ta có một con ma. Nếu ông muốn tụng kinh, khi vừa mở cuốn kinh ra thì có một con ma liền đắp cuốn kinh của ông ta lại, nói rằng: "Đừng có xem nữa, nghỉ ngơi thư giãn chẳng phải tốt sao?" Nếu mà ông lại Phật, lúc cúi lại xuống thì con ma đó liền kéo cái móc áo trong bộ đồ tu của ông ra mất tiêu. Lại bảo: "Thôi đừng có lại nữa, lại mệt nhọc như vậy để làm gì?" Nếu ông ta ăn cơm, con ma này liền ném một con tôm nhỏ vào bát cơm của ông, không muốn cho ông ăn chay. Vừa nhìn thấy con tôm nhỏ thì cơm ông cũng không chịu ăn nữa. Con ma đó cứ chuyên môn làm phiền ông như thế. Lúc ngủ đuổi muỗi, ma quỷ báo ơn. Trong nhà của ông cư sĩ già ấy còn một con ma nữa. Con ma ấy như thế nào? Vì cư sĩ già này bất kể là ngủ ở đâu đều không có con muỗi nào cắn ông ấy, bởi vì con ma kia giúp ông ta đuổi muỗi. Cho nên từ hồi nào đến giờ ông không cần dùng đến bùn màng gì cả. Ông ta đem hai chuyện này ra hỏi tôi. Tôi đáp: "Rất rõ ràng là hai con ma này, một con thì đến báo thù, còn con kia thì đến báo ơn đó." Bắt lại Phật xem kinh, nó liền đến phá rối. Đây chẳng phải là quán quỷ sao? Khi bác ngủ thì đến đuổi muỗi giúp, đây đương nhiên đã đến báo ơn rồi. Bác hỏi tôi việc này chi bằng đi hỏi chúng nó đi. Tôi chỉ bày cho ông ta như vậy. Đến tối, ông ta quả thật là hỏi hai con ma. Ông ta cũng vì chuyện này mà đặc biệt mời tôi đến nhà. Buổi tối tôi ở trong phòng thờ Phật xem kinh với ông ấy. Bàn Phật ở giữa, chúng tôi hai người ngồi hai bên xem kinh. Đang lúc xem, ông ta hỏi tôi: "Tiểu sư phụ này, thầy có thấy con ma đó không vậy?" Tôi nói: "Đâu có ma nào đâu. Con ma đó không vào đây, nó đang đứng ở bên cửa đó." "Sao nó không vào đây?" "Tôi không hiểu tại sao hôm nay nó không vào." Ngày thường nếu ông cư sĩ già xem kinh thì con ma đó liền ở bên cạnh bàn nhìn ông. Hôm đó tôi ở trong phòng thờ Phật thì ma không có vào. Tôi ở đó đến mấy ngày. Buổi tối con ma đó bèn đến phòng của bác cư sĩ nói: "Ông bảo cái thầy trẻ kia đi đi." Lão cư sĩ nói: "Trời tuyết rơi to như thế này, sao bảo người ta đi về được? Thầy ấy ngủ ở phòng bên kia đó, ngươi tự mà đi kêu thầy ấy đi đi." Con ma nói: "Tôi không đi, ông đi kêu thầy đó đi đi." Lão cư sĩ hỏi: "Tại sao ngươi không đi?" Con ma đáp: "Tôi không dám đi đâu. Nếu tôi dám đi qua đó thì đã sớm đã đánh với thầy ấy chạy mất rồi." Báo ân báo quán hỏi nguyên nhân. Ông ta hỏi con ma báo quán: "Tại sao khi ta xem kinh thì ngươi đến cản trở?" Quán quỷ đáp: "Nhiều kiếp về trước, trong lúc tôi tu hành, vừa xem kinh lại Phật thì ông cũng quấy nhiễu tôi như thế. Tôi muốn xuất gia thì ông chướng ngại, làm cho tôi không có cách nào xuất gia được. Cho nên tội nghiệp của tôi không thể tiêu trừ, việc sinh tử không thể giải thoát,
đến bây giờ còn phải làm quỷ. Đương nhiên là tôi phải đến báo thù ông. Tôi bảo với ông cư sĩ già, đã đành là báo thù, vậy thì quán thù vẫn cứ nên quá giải, chứ không nên kết thêm. Ông nên chân thành xin lỗi nó, làm nhiều công đức thay cho nó, siêu độ cho nó. Trong quá khứ đã làm trở ngại nó, không thể nào trong quán lại kết thêm quán nữa. Cố gắng mà quá giải đi. Còn con ma kia giúp ông ta đuổi muỗi là việc như thế nào vậy? Chuyện nói đến thì rất dông dài. Có một kiếp trước, có một lần ông ta ra ngoài có việc, trong người đem 30 đồng bạc. Lúc đó 30 đồng bạc rất có giá trị, là một khoản tiền rất lớn. Ông ta đi qua một nơi nọ, nhìn thấy một cặp mẹ chồng và nàng dâu đang khóc lóc rất thảm thương trong nhà. Ông bèn khởi lên tâm đồng cảm, thương xót họ. Bèn đi vào trong nhà hỏi hai người họ, tại sao hai người khóc lóc đau đớn như vậy? Bà mẹ chồng đáp, con trai tôi đi xa nhà hơn 10 năm rồi, vậy không có tin tức gì cả. Cô không biết là còn sống hay đã chết. Tôi và con dâu ở nhà này không đủ sống. Ngày mai con dâu này của tôi phải ra đi tái giá với người khác rồi. Cô con dâu hiếu thảo này cũng không nỡ lòng dứt bỏ mẹ chồng một thân một mình. Nhưng nếu không đi thì cuộc sống lại rất khốn khó, gian nan. Cô ta hy vọng mình tái hôn với người khác để có tiền mà nuôi dưỡng mẹ chồng. Bà mẹ chồng này nói tiếp, thằng ôi, có tiền để nuôi dưỡng tôi thì tôi cũng không còn con dâu nữa. Nói đoạn, mẹ chồng và nàng dâu lại ôm đầu khóc lóc đau khổ. Sau khi ông ta nghe rõ nguyên nhân, liền lấy 30 đồng bạc trong người ra, đem hết cho hai người họ. Có 30 đồng bạc này thì nàng dâu kia không cần tái giá nữa. Thì ra con ma đó chính là bố chồng của nàng dâu nọ, vì muốn báo đáp ơn của ông ta nên đến giúp ông đuổi muỗi. Tôi nói với bác cư sĩ, bác hãy bảo ông ta đi được rồi. Sau đó con ma này liền đi mất. Đây thật là có ơn báo ơn, có thù báo thù, nhân quả rõ ràng. Mọi người nghe đến câu chuyện này thì phải tin nhân quả đích xác là như vậy. Cho nên chúng ta đối với người khác chỉ có thể làm việc tốt, không được trở ngại họ. Trong sáu đường có đường quỷ. Rốt cuộc là có đường quỷ ma hay không? Đương nhiên là có. Phật pháp của chúng ta giảng trong sáu đường luân hồi có đường quỷ mà. Tôi thấy ở quê tôi người ta nói chuyện về quỷ ma, nhìn thấy ma quỷ, gặp ma quỷ, đây là việc hết sức bình thường. Còn có người già nghe được tiếng quỷ gọi, nói là ở một nơi nào đó, ngày hôm đó vào giờ nào chắc chắn phải có người chết. Quỷ ma gọi 3-4 ngày sau, dân cái đây đó, cái hẻm đó quả đúng có người chết thật. Những chuyện như thế rất bình thường. Lúc nhàn rỗi nói chuyện, người ta đều nói đến những chuyện này. Đây hoàn toàn là sự thật. Giảng đến những điều này là nhân quả của người thế gian. Một việc thiện thì cả một quả thiện. Người thế gian không kể là làm việc thiện gì, cái quả báo ấy vừa qua thì không còn gì nữa. Đây gọi là nhân quả hữu lậu, tức là loại nhân quả có thể nhìn thấy được, rò rỉ ra ngoài, lòi ra ngoài thì gọi là hữu lậu. Ở đây chuyển sang Phật pháp của chúng ta. Nói nhân quả trong Phật pháp thì Phật pháp tu một nhân có thể gieo trồng vạn đức. Tu cái nhân gì mà có thể trồng vạn đức? Mọi người hãy đến mà niệm Phật A Di Đà Phật là hồng danh vạn đức. Tôi thường đưa ra ví dụ giống như nhiều loại vitamin. Bạn ăn vào nhiều loại vitamin thì trong người thiếu chất dinh dưỡng nào đều được bổ sung hết. Niệm thánh hiệu Phật Di Đà thì bạn có tội chướng sẽ tiêu trừ tội chướng. Không có phước huệ thì được tăng phước huệ. Có sinh tử thì được hết sinh tử. Có phát tâm bồ đề thì được thành Phật đạo rộng độ chúng sanh. Đây là cái việc thiện mà một nhân trồng được vạn đức. Hỡi các vị Bồ Tát à, có nhân duyên gặp được loại việc thiện tối cao này, kiểu gì cũng phải nỗ lực, tinh tấn mà tu trì, phải biết nắm bắt lấy. Ở trên tôi nói đến pháp thế gian, đích xác là việc có thật. Tôi nói lời này trừ phi là người bài bác nhân quả thông tường ở thế gian. Họ sẽ nói, làm gì mà có ma chứ, người chết đi rồi thì hết, thì việc mất rồi. Đó là kẻ tà tri tà kiến, chúng ta đừng có nói với họ làm gì. Họ nói không có ma thì không có ma thật ư? Họ nói chẳng có nhân quả thì không có nhân quả ư? Không phải đâu.
Nhưng quả bất kể là bạn tin hay không tin thì vẫn có. Xin chúc phúc cho mọi người đạo nghiệp tinh tấn, nhân thành Phật đạo, giảng sanh Tây Phương. Hoàng đã thiết niệm Phật sanh Tây. Tôi thường tặng cho tín chúng hai câu nói: niệm Phật không chướng ngại công việc, làm việc không quên niệm Phật. Niệm Phật sẽ không chướng ngại bạn làm việc đâu. Bạn xem, người bình thường khi làm việc còn chẳng phải là vừa làm việc vừa nói chuyện với người khác sao? Còn chúng ta thì vừa làm việc lại vừa niệm Phật, thì có gì trở ngại đâu cơ chứ? Có lẽ có người sẽ nghĩ rằng, chúng tôi làm việc đã rất cực khổ rồi, lại còn phải niệm Phật, chẳng phải càng thêm cực nhọc hay sao? Không phải như bạn tưởng tượng vậy đâu. Làm việc vất vả mà bạn có thể chí thành niệm Phật thì công việc sẽ không vất vả nữa. Tôi xin kể một câu chuyện có thật cho quý vị nghe. Vào thời Tống, tại Hồ Nam, có một người nghèo làm nghề thợ rèn. Ông ta họ Hoàng, mọi người đều gọi ông là Hoàng Đã Thiết, tức là ông Hoàng thợ rèn. Hoàng Đã Thiết sinh sống nhờ vào nghề thợ rèn, ngày nào mà không làm việc thì cuộc sống liền có khó khăn. Ông ta làm thợ rèn trong thời gian dài cũng đã quá cực khổ, nhất là vào những ngày nóng gắt phải làm việc bên cạnh lò lửa, cái nóng ấy thực là khiến cho người ta không chịu nổi. Ông ta thường nghĩ, tại sao mình lại khốn khổ như thế này? Đây đều là do kiếp trước không chịu tu. Nhưng nếu mình đi tu, ngừng làm việc thì người nhà sẽ không có cơm mà ăn. Có hay không một cách tu hành nào đó mà không cản trở công việc, trong lúc làm việc cũng có thể tu hành nhỉ? Ông ta nghĩ mãi nhưng nghĩ không ra. Một hôm, có một người xuất gia đi ngang qua cửa lò rèn. Hoàng Đã Thiết rất có thiện căn, vừa nhìn thấy người xuất gia liền vui mừng khôn xiết. Bèn mời vị sư phụ đó vào ngay, rồi rót trà, mời ngồi, khấu đầu lễ lạy. Ông nhân cơ hội này liền hỏi vị tăng nhân: Thầy ơi, hàng ngày con sống bằng nghề làm thợ rèn, thật là vô cùng vất vả. Có cách nào có thể khiến con tu hành thành tựu, liễu thoát khỏi cái khổ này hay không ạ? Vả lại phương pháp tu hành này tốt nhất là đừng trở ngại công việc của con. Vị sư phụ kia lập tức đáp lại ông ta: Pháp môn niệm Phật có thể giải thoát những sự khổ sở này của ông. Pháp môn này vô cùng đơn giản, không phí công phu cũng chẳng tốn tiền, lại không cản trở công việc của ông nữa. Mỗi ngày ông vừa làm việc vừa niệm A-di-đà-phật, đừng để cho gián đoạn. Khi thời điểm đến, Phật A-di-đà nhất định sẽ đến tiếp dẫn ông đến quốc độ của Ngài. Thế giới cực lạc Tây Phương, đến nơi đó chỉ có vui vẻ, sung sướng, chứ không có đau khổ. Vị xuất gia này còn dạy ông rằng, ông hãy xem cái búa sắt như là cái dùi gõ mỏ vậy, cái đe sắt thì xem như là cái mỏ, đập xuống một cái thì niệm một câu A-di-đà-phật, đập cái nữa lại niệm A-di-đà-phật. Hoàng Đã Thiết nghe xong vô cùng mừng rỡ, liền làm y theo lời dạy. Mỗi ngày khi rèn sắt đều to tiếng niệm A-di-đà-phật. Vợ của ông ta thấy vậy liền hỏi: Mình rèn sắt đã rất cực nhọc rồi, lại còn niệm Phật to tiếng như vậy, chẳng phải càng thêm mệt hay sao? Hoàng Đã Thiết đáp rằng: Không đâu, tôi không hề cảm thấy cực nhọc một chút nào cả. Lúc trước tôi ở bên cạnh lò rèn thì cảm thấy rất nóng, bây giờ niệm Phật thì chẳng thấy nóng nữa, rất mát mẻ tự tại đấy. Ngày xưa lúc rèn sắt thì tôi cảm thấy cánh tay rất mỏi, bây giờ niệm Phật cũng không còn mỏi nữa rồi. Đây chính là công đức của việc niệm Phật. Đến khi công phu niệm Phật của ông ta thành tựu, lúc sắp vãng sanh Tây Phương, ông liền biết trước mọi việc. Vào ngày sắp vãng sanh đó, ông đặc biệt tắm gội sạch sẽ, thay quần áo, chuẩn bị tất cả ổn thỏa, rồi thì lại ra làm việc. Ông đốt lửa rất to, sắt được nung rất đỏ. Ông bèn cầm búa sắt đọc bốn câu kệ sau: Tốc, 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 rèn lâu thành thép, thái bình sắp đến, ta về Tây Phương. Sau đó ông đập một búa xuống, đứng ngay tại đó vãng sanh. Từ xưa đến nay, người ta vãng sanh Tây Phương có ngồi, có đứng, có người ngồi vãng sanh, còn ông ta thì đứng vãng sanh. Bạn xem, công hạnh niệm Phật của ông ta tốt như thế đấy. Cho nên người bận rộn cũng có thể niệm Phật được nha. Chỉ cần tin tưởng cho tới, nguyện cho thiết tha cái pháp môn này,
tự bản thân mình chịu niệm Phật thì chắc chắn có thể vãng sanh Tây Phương. Pháp môn niệm Phật là tốt nhất trong những pháp tốt. Ngày xưa có một ngôi chùa, các tín chúng khác nhau đưa đến bốn đứa trẻ để theo lão hòa thượng xuất gia tu hành. Lão hòa thượng thấy bốn hòa thượng nhỏ này tính cách không giống nhau, bèn phân biệt nói pháp khác nhau với chúng, muốn cho chúng tinh tấn tu trì. Căn tánh của bốn tiểu hòa thượng này sao lại không đồng chứ? Đứa trẻ thứ nhất rất trung hậu chín chắn, lão hòa thượng liền dạy chú như sau: con đó cố gắng mà niệm Phật, lại Phật, học thuộc kinh, ngồi thiền, con cứ tu theo như vậy thì tương lai có thể thành đạo quả. Cha mẹ con đưa con đến đây xuất gia nhất định phải làm được việc. Một đứa con xuất gia thì dòng tộc trong chín đời đều được siêu thăng, như thế mới có thể báo đáp công ơn cha mẹ sư trưởng được. Nếu tu hành không có thành tựu thì chẳng những không báo đáp được cha mẹ sư trưởng, còn ở trong nhà Tam Bảo ăn cơm Tam Bảo, tương lai còn không thể thành công được nữa đâu. Đứa trẻ trung thành thật thà này nghe lão hòa thượng nói như vậy liền đáp: có y giáo phụng hành ạ. Đứa trẻ thứ hai không những có tánh hiếu động, lại còn có tính thích mạnh, thích sĩ diện. Nếu như biểu nó ngồi trong Phật đường niệm Phật, vậy thì thật là khiến cho nó thấy ngột ngạt chết đi được. Cổ họng đứa trẻ này lớn nên lão hòa thượng bèn nói với nó: con hãy cố gắng học hát niệm, động viên nó hát tụng để lợi ích cho trời người, lại dạy cho nó tụng kinh cúng thí thực siêu độ vong linh, làm pháp hội thủy lục, còn gọi là thủy lục hội, thủy lục đạo tràng, thủy lục trai, thủy lục đại trai hội, bi tế hội, và gọi đủ là pháp giới thánh phạm thủy lục phổ độ đại trai thắng hội. Đây là nghi thức pháp hội long trọng và lớn nhất trong nghi lễ đàn tràng Phật giáo Bắc truyền. Các quốc gia Phật giáo Nam tông có các ngài cùng đọc tụng thánh điển Bali của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì các quốc gia Phật giáo Bắc tông thường tổ chức pháp hội thủy lực để cùng nhau tu tập và đọc tụng kinh điển Đại thừa. Pháp hội này kết hợp với sám hối, chẩn tế cô hồn, cai thiên, thuyết pháp cho cõi u minh, vân vân, siêu độ cho chúng sanh gặp nạn ở dưới nước và trên cạn, cùng những nạn nhân bị kiếp nạn đau binh, vân vân. Lão hòa thượng liền dạy cho chú học tập tất cả những Phật sự lớn cần sự động như vậy để siêu độ những sinh linh trong quá khứ. Còn đứa trẻ thứ ba thì thế nào? Đứa trẻ này nhiều phiền não. Tại sao lại nhiều phiền não? Bởi vì quá có duyên với chúng sanh rồi. Ai thấy chú ta cũng thích, người ta thích chú ấy không tốt sao? Nhưng trên con đường tu đạo, nếu quá gần gũi với chúng sanh thì lại thành ra chướng ngại lớn. Cho nên lão hòa thượng liền dạy chú ta rằng: con phải cố gắng mà tu khổ hạnh. Ngày muốn chú ta đi dọn nhà cầu, nấu trà, nấu cơm, làm tất cả những việc này, tránh xa những chuyện nhân tình thế sự, như vậy đạo nghiệp mới tu thành được. Nếu bảo chú ta làm tri khách, thường tiếp xúc với tín chúng thiện nam tín nữ, thì lúc nào cũng phải tiếp chuyện với người ta, người ta thì thích nói chuyện với chú ấy mà. Khuôn mặt chú tiểu ấy trang nghiêm, ăn nói lại lanh lợi đâu ra đó. Nếu chú ta muốn gạt bạn thì bạn nhất định bị lừa. Đây là căn tánh của chú ta. Ba chú tiểu này khi làm xong việc riêng của mỗi người rồi, đến lúc được nghỉ giải lao thì ba người còn chơi với nhau, kể với nhau là công việc của mình lợi ích cho người khác như thế nào. Còn nít, bạn đừng có thấy nó nhỏ nha, tiểu hòa thượng cũng có tâm tranh hơn thua đó. Chú thứ nhất nói: lão hòa thượng bảo tôi phải tinh tấn niệm Phật, học thuộc kinh, tương lai đạo nghiệp sẽ thành tựu, trụ trì Phật pháp, rộng độ chúng sanh. Chú thứ hai nói: lão hòa thượng chẳng phải nói như vậy đâu, ngài dạy tôi phải học hát niệm, lại còn dạy tôi tụng kinh cúng siêu độ vong linh nữa, làm pháp hội thủy lục nè, để siêu độ tất cả chúng sanh trên cạn và dưới nước. Việc làm này của tôi mới là đúng đắn, việc kia của cậu không đúng. Chú thứ ba nói: hai người các cậu đều sai, lão hòa thượng dạy tôi phải cố gắng tu hành khổ hạnh, như vậy đạo nghiệp mới có thể thành tựu. Nói đến đó, ba chú tiểu liền tranh luận với nhau: con người đều như vậy cả mà, tự mình làm việc này nọ thì cho rằng mình đúng, còn việc của người khác làm thì cho là không đúng. Ba chú tiểu khi biện luận thì đều cho là mình hay giỏi. Tranh luận không có kết quả. Đứa trẻ thứ ba
bèn chạy đến trước mặt lão hòa thượng hỏi: những lời của hai vị sư huynh kia nói không giống với những gì lão hòa thượng ngài nói với con, có phải là nên tu theo cách của con mới đúng không ạ? Lão hòa thượng giảng giải: đúng vậy, con nói đúng, hai người kia sai rồi. Chúng ta liền vô cùng đắc ý lui ra, dùng cái tâm của một người thắng cuộc nhìn hai vị sư huynh mà nói: biết gì chưa, lão hòa thượng nói tôi đúng, hai cậu đều sai rồi nghe. Hai cậu này nghe xong rất không phục, đều cùng đến chỗ lão hòa thượng để hỏi thử xem thế nào. Lão hòa thượng an ủi mỗi người khác nhau và nói: các con nó cũng đúng, hai con đều đúng, nó sai. Việc này giống như bộ con nít gây lộn với nhau, cha mẹ đều phải an ủi hai đứa con cùng lúc. Bèn nói với đứa em: anh trai con sai rồi, đợi một chút nữa cha mẹ sẽ mắng nó, nhưng rồi cũng phải xoa dịu thằng anh một chút, là em con nó không tốt, làm anh với con mới tốt, là như vậy đó. Tiếp đến thì kể về đứa trẻ thứ tư. Nó thông minh thì thông minh, nhưng có điểm chấp trước. Chấp trước đương nhiên cũng là tốt, đúng là đúng, sai là sai, vì chấp vào việc tốt, việc chính đáng mà. Chúng ta nghe thấy lão hòa thượng nói như vậy với ba người kia liền nghĩ: lão hòa thượng sao lại nói như vậy, chân lý chỉ có một, làm gì có hai, đúng là đúng, sai là sai, làm gì có chuyện ba người đều đúng. Mình phải hỏi lão hòa thượng xem coi ngài nói như thế nào. Thế là chúng ta cũng vội vàng đi hỏi lão hòa thượng: sao ba người họ đều đúng được à? Chẳng phải ngài nói là chân lý chỉ có một thôi sao? Lão hòa thượng giảng giải: đúng thế, chân lý chỉ có một, còn nói đúng, ba người họ đều sai rồi. Người thế gian đều chỉ biết có mình đúng, người khác đều sai. Chúng ta học Phật Pháp, thậm chí làm đến Đại Pháp Sư cũng đều như vậy. Ông ta học Pháp nào thì cho là Pháp ấy tốt. Nếu ông ta tham thiền thì nói là tham thiền tốt. Nào là tham thiền cao như thế nào, nào là trì chú thì giảng là trì chú hay, nói là ngay thân này thành Phật. Đương nhiên chúng ta niệm Phật cũng đó là niệm Phật tốt. Chẳng qua là tôi nói cho các vị biết, trì chú đương nhiên tốt, tham thiền cũng tốt, chúng ta niệm Phật là tốt trong tốt, là tốt nhất. Cầu sanh Tây Phương là dữ diệu nhất, quý vị phải có tính tâm kiên định đó nghe. Có lẽ có người sẽ nghĩ cái lão hòa thượng này tự bán tự khoe, tự khen Pháp của mình hay, tốt. Ông niệm Phật thì đương nhiên phải ca ngợi niệm Phật tốt chứ sao. Kỳ thực niệm Phật không quyết định là tốt đến thế nào, nhưng Đức Phật mà chúng ta niệm chắc chắn là tốt. Nói như thế nào đây, chúng ta niệm là niệm Phật A-di-đà, không phải là niệm chư Phật trong mười phương. Các vị phải nên biết, tuy rằng là Phật Phật đạo đồng với nhau, nhưng trong cái nhân nguyện lực của mỗi vị tôn Phật thì khác nhau. Phật A-di-đà phát 48 nguyện lớn, nguyện nào cũng đều vì độ chúng sanh. Cho nên nói, trong mười phương ba đời, tất cả các đức Phật, thì Phật A-di-đà là đứng đầu. Bạn xem, Đức Thế Tôn Thích Ca thuyết kinh A-di-đà, mười phương các đức Phật khác đều cùng tán thán. Khi Phật Thích Ca nói những pháp môn khác, thì các đức Phật có cùng nhau tán thán, ngợi khen hay không? Quý vị đi mà tra tìm trong Đại Tạng Kinh xem có hay là không. Cho nên phải biết những điều này. Sao lại nói pháp môn niệm Phật cao nhất không gì hơn? Vì là pháp thẳng tắc nhất mà. Niệm Phật thành Phật. Chúc mừng quý vị gặp được pháp cao diệu nhất, niệm Phật thành Phật. Lão hòa thượng Thượng Diệu Hạ Liên, người sáng lập ra chùa Linh Nham Sơn Đài Loan. Lão hòa thượng Thượng Diệu Hạ Liên sinh năm 1922 tại Trung Quốc. Mới 9 tuổi đã vào đạo, 20 tuổi nhận giới cụ túc tại chùa Long Sương, núi Bảo Hoa. Lão hòa thượng tiếp nhận sự huấn luyện chính quy tại chùa Linh Nham Sơn ở Tô Châu. Năm 28 tuổi, ngài đóng cửa nhập thất tại Hồng Kông, âm thầm tu được thời gian lâu 20 năm. Trong thời gian đóng cửa tu hành, ngoài việc đọc kinh tạng và niệm Phật ra, đồng thời ngài còn kiên thành tu luyện pháp Bát Chu Tam Muội. Theo lời hòa thượng Thích Thiện Tâm trong niệm Phật thập yếu, Bát Chu có nghĩa là Phật lập. Hành trì môn Tam Muội này có ba quay lực phù trợ: quay lực của Phật, quay lực của Pháp Tam Muội và quay lực công đức của người tu. Khi thực hành Bát Chu Tam Muội phải lấy 90 ngày là một định kỳ. Trong thời gian ấy,
ngày đêm hành giả chỉ đứng hoặc đi, quán tưởng Đức Phật A Di Đà hiện thân đứng trên đỉnh đầu của mình, đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Hoặc miệng thường niệm danh hiệu Phật, tâm thường tưởng Phật không xen hở. Khi công phu thành tựu trong tam muội, hành giả sẽ thấy Đức Phật A Di Đà và chư Phật mười phương hiện ra đứng trước mình khuyến tấn khen ngợi. Bát Chu cũng gọi là thường hành đạo. Người tu khi đi, mỗi bước mỗi tiếng đều không rời danh hiệu Phật. Ba nghiệp thân, khẩu, ý, hành trì không gián đoạn như dòng nước chảy. Pháp này công đức rất cao, song chỉ bậc thượng căn mới tu trì được. Hạng người trung hạ và tinh lực yếu kém không thể thực hành nổi được 20 lần, mỗi lần là 90 ngày. Không ngồi, không nằm, đêm ngày chỉ có đi kinh hành và lại Phật không có gián đoạn, thể chứng được niệm Phật tam muội. Năm 1975, lão hòa thượng vì đề xướng bộ sách luận Đại Trí Độ nên đến Đài Loan. Từ đó phát nguyện sáng lập đạo tràng chùa lớn, khiến cho đạo báo Đài Loan chuyển thành nước của Phật, lại còn phát dương truyền bá rộng ra khắp thế giới, biến thế giới này thành nơi quá độ của Phật. Do vậy, vào năm 1986, ngài sáng lập ra chùa Linh Nham Sơn Đài Loan. Nơi đây trở thành ngôi chùa lớn trong mười phương, bồi dưỡng giáo dục tăng tài và quá độ đại chúng cùng đến tu hành. Lão hòa thượng giữ giới thanh tịnh nghiêm ngặt, cẩn thận, trọn đời dốc hết sức vào việc hoằng dương pháp môn tịnh độ, đồng thời nỗ lực nối tiếp kế thừa huệ mạng của tăng già Phật giáo không ngơi nghỉ. Ngày 25 tháng 6 năm 2008, lão hòa thượng an lành thị tịch, hưởng thọ 88 tuổi. Chúng ta tin sâu, đồng thời mong mỏi lão hòa thượng sớm ngày theo nguyện quay trở lại, tiếp dẫn chúng sanh lìa khổ được vui, cùng sanh lên nước sen cực lạc. Chỉ nguyện đại chúng cùng phát tâm bồ đề vô thượng, kế thừa và gìn giữ nguyện lực của lão hòa thượng, hóa độ nhân sĩ khắp nơi trong và ngoài Trung Hoa, cùng lên bờ giác, sớm ngày viên thành quả Phật bồ đề. Giới thiệu sơ lược về chùa Linh Nham Sơn Đài Loan. Chùa Linh Nham Sơn Đài Loan do lão hòa thượng Thượng Diệu Hạ Liên trụ trì khai sơn, thành lập vào năm 1986, kế thừa truyền thống tốt đẹp của chùa Linh Nham Sơn ở Tô Châu, Trung Quốc và tông phong của tổ sư Ấn Quang, là đạo tràng Tịnh Tông vô cùng nổi tiếng. Từ khi lập chùa đến nay, mỗi tháng chùa đều tổ chức Phật thất cùng với những pháp hội lớn trong năm, tiếp dẫn chúng sanh lìa khổ được vui cùng thành Phật đạo. Hiện nay chùa Linh Nham Sơn Đài Loan không chỉ là nơi nương tựa của mấy trăm tăng chúng, mà còn là quê nhà tâm linh của các Phật tử trong mười phương. Đại nguyện thứ 49 của lão hòa thượng làm lay động tấm lòng của vô số người, khiến cho các vị hộ pháp và thiện tín nhiều nơi cảm động mà đến hộ trì, đem hạt giống Phật pháp gieo rắc khắp các nơi trên thế giới, đồng thời xây dựng các phân nhánh của đạo tràng tại Canada, Mỹ, Úc và Đài Loan. Lời giáo huấn tha thiết nhẫn nại của lão hòa thượng là lấy niệm Phật giữ giới làm tông chỉ tu hành của Linh Nham. Đến thời điểm này, tinh thần và quyền lực dẫn dắt chỉ đạo của lão hòa thượng, các đạo tràng Linh Nham ở khắp nơi quyết tâm tuyên dương 6 tông chỉ lớn. 1. Xây dựng các ngôi chùa trong mười phương, cảm hóa muôn vàn chúng sanh đến tu tập. 2. Bồi dưỡng những cán bộ trong tăng già, kế tục huệ mạng chánh pháp. 3. Làm hưng thịnh đạo tràng Linh Nham, rộng truyền tông phong của pháp môn tịnh độ. 4. Thiết lập sự nghiệp từ thiện, lợi ích các chúng sanh hữu tình khổ nạn. 5. Độ cho toàn dân niệm Phật, khiến cho đạo báo Đài Loan trở thành nước của Phật. 6. Hóa độ thế giới ta bà, làm cho trở thành tịnh độ ở thế gian. Đặc điểm thực tiễn của chùa Linh Nham và Dược Sơn Đài Loan. Chúng ta nhất thiết đừng bao giờ làm việc ác. Hãy niệm thánh hiệu A Di Đà Phật và giữ gìn giới luật. Chúng ta chỉ làm những việc tốt có lợi ích. Hãy niệm thánh hiệu A Di Đà Phật và giữ gìn giới luật. Tất cả những việc mà chúng ta làm phải đúng với lương tâm. Hơn nữa, hãy tìm ra được tính thực tiễn trong từng việc một. Chúng ta chân thành tụng niệm mỗi một câu thánh hiệu A Di Đà Phật thì có thể luôn giữ vững được chánh niệm của mình. Hồi hướng. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Đức Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ sáu đường, tất cả chúng pháp giới đều tu hạnh bồ đề, hết một báo thân này cùng sinh nước cực lạc. Lời khai thị của lão hòa thượng
Thượng Diệu Hạ Liên. Ở cõi Tịnh Độ Tây Phương, bạn sẽ không bị thối lui. Kiếp này cuối cùng đắc thành Phật Đạo, chúng sanh hữu tình trong biển khổ mênh mông, chân thành phát nguyện, có cùng một mục tiêu, đời đời vì chính bản thân mình và vì người khác mà đạt đến quả Bồ Đề. Trung tâm Diệu Pháp Âm, địa chỉ Chùa Khuôn Diệt, 1355 Hoàng Sa. Địa chỉ cũ 318/119 Phạm Văn Hai, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 083-993-4238. Website diệupapam.net hoặc dba.tv. Con trai chết, cha không buồn. Trong thời kỳ của Đức Phật, ở Ấn Độ có một đạo sĩ tu ngoại đạo muốn đến núi Linh Thiếu cầu kiến Đức Thế Tôn Thích Ca. Đồng thời có một số vấn đề muốn xin Đức Phật khai mở trí tuệ cho ông ta. Thời đó là thời đại nông nghiệp, vị đạo sĩ này đang đi trên đường, đi ngang qua một mảnh đất ruộng, nhìn thấy có hai cha con đang làm việc trên đó. Người cha làm ở đầu ruộng bên kia, người con trai làm ở đầu ruộng bên này. Ấn Độ là vùng đất có khí hậu nhiệt đới nên rắn độc rất nhiều. Người con trai đang lúc làm việc ở đầu ruộng bên này thì bị rắn độc cắn chết. Vị đạo sĩ này đi ngang qua nhìn thấy bèn nghĩ: anh chàng này bị rắn độc cắn chết ở đầu bên này rồi, bên kia có một ông già, hai người lại đang cùng làm việc. Tại sao người trẻ tuổi này chết rồi mà ông lão phía bên kia không chịu qua xem hay hỏi han sự tình thế nào nhỉ? Ta đi hỏi ông ta vậy. Vị ấy đi đến đầu ruộng bên kia, chỗ ông lão đang làm việc rồi hỏi ông: này ông, các người đang cùng nhau làm việc, anh thanh niên kia là gì của ông vậy? Đó là con trai của tôi. Ôi trời, là con trai của ông hả? Con trai ông đã bị rắn độc cắn chết rồi kìa. Cắn chết thì cắn chết rồi, đã đành là bị cắn chết thì sẽ không thể sống lại được nữa. Ơ, cái ông này, tại sao ngay cả một chút tình cảm cha con cũng chẳng có vậy? Con trai của mình chết rồi cũng không thèm quan tâm, thật là không có lời nào để nói với ông nữa. Nói đoạn, vị đạo sĩ bực tức rời khỏi nơi đó, không muốn nói chuyện với cái người này nữa. Ông lão này bèn gọi to ở đằng sau đạo sĩ: này, anh đi đâu đấy? Tôi muốn đến núi Linh Thiếu để xin gặp Đức Phật. Nếu anh muốn đến núi Linh Thiếu, nhân tiện nhờ anh khi đi ngang qua cửa nhà tôi, thì bảo giúp với vợ tôi là buổi trưa chỉ cần đem cơm cho một người thôi là đủ rồi. Đừng có mang hai phần cơm làm chi, vì con trai tôi đã chết rồi. Đạo sĩ nghe xong cảm thấy rất băn khoăn bực dọc, gằn giọng nói: đợi chút nữa tôi đi ngang qua cửa nhà ông, tôi muốn đến coi cái bà vợ của nhà ông làm mẹ như thế nào. Đến nhà ông lão rồi, gặp một người đàn bà, vị đạo sĩ liền báo với bà ta: chồng và con trai của bà lúc làm việc ở trên đồng á, con bà đã bị rắn độc cắn chết rồi. Chồng bà bảo bà buổi trưa đem cơm ra đó thì chỉ cần đem một phần cơm cho một người là đủ. Bà ta vừa nghe xong liền đáp một tiếng: ô. Đạo sĩ kia cảm thấy thật là quái lạ, bèn nói tiếp: hả? Đấy là con trai của bà mà, con trai bà chết mất rồi, bị rắn độc cắn chết rồi kìa. Bị rắn độc cắn chết thì cũng đã chết rồi, nếu nó muốn ra đi thì cứ đi thôi, tôi có muốn giữ lại cũng chẳng được. Mà nếu nó có muốn đến rồi thì tôi cũng chẳng thể nào ngăn nó đừng có đến. Đạo sĩ nghĩ bụng: trời ơi, cái bà này cũng không có một chút tình người gì hết. Lúc này có một cô gái trẻ từ trong nhà đi ra. Ông ta nghĩ cô gái trẻ này chắc chắn là con dâu của bà kia, liền báo cho cô biết: cái anh thanh niên mới chết kia có phải là chồng cô không? Đúng vậy. Anh ta bị rắn độc cắn chết rồi. Ô, cắn chết rồi hả? Cắn chết rồi cũng hay, chết rồi thì anh ấy có thể ra đi được rồi. Người tu hành này tự nhủ thầm: cái vùng đất này chính là khu vực giáo hóa của Phật Đà cơ đấy, vì cớ gì mà cả nhà họ đều không có một chút xíu tình người nào cả vậy? Ta càng phải đến núi Linh Thứ hỏi Đức Phật cho ra nhẽ. Đây là thứ đạo lý gì vậy? Đức Phật không chỉ có túc mạng thông, nghĩa là khả năng biết được những việc làm thiện hay ác đã tạo tác trong kiếp trước của người khác, mà còn có tha tâm thông, khả năng biết được suy nghĩ trong lòng của người khác, cho dù người đó chưa thổ lộ với ai. Biết được người này tuy là tu đạo, nhưng cái pháp về tình người vẫn còn chưa nhìn thấu được, không thể nào nói pháp duyên sanh, duyên diệt cho ông ta được. Vì nói như vậy, ông ta sẽ thấy phản cảm.
Thế là Đức Phật thuận theo tâm của ông ta mà nói: mấy người đó tại sao lại chẳng có chút tình người, là cha con, mẹ con, vợ chồng với nhau mà, thật là không còn lời nào để nói nữa. Nghe Đức Phật nói như vậy, kẻ tu hành kia nghĩ bụng: